Cái phần chuyển đổi slide của bên trường á, cô thấy mười mấy bài nó rất là nhiều cho nên chỉnh không dày và chưa có kịp, chưa có xong với các bạn, chưa xong nữa. Thôi bây giờ chúng ta bắt đầu ha. Hôm nay cô hướng dẫn cho tôi các em phần triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng các cái bệnh lý nội tiết. Thì cũng giới thiệu cho các em, đây là một cái bài nó rất là cái bài nhập môn, nó rất là tổng quát về tất cả những các cái triệu chứng, hầu hết chúng ta tất cả hầu hết các cái triệu chứng lâm sàng cũng như cận lâm sàng trong các cái bệnh lý nội tiết. Các bạn biết là trong cơ thể chúng ta thì rất là nhiều tuyến nội tiết, và mỗi tuyến nội tiết thì nó có nhiều bệnh lý, và mỗi bệnh lý thì nó sẽ có những cái biểu hiện triệu chứng lâm sàng biểu hiện ra ngoài bệnh nhân có thể cảm nhận được hoặc là chúng ta có thể thăm khám được. Thì tất cả những triệu chứng gì mà nó biểu hiện, nó bộc lộ qua triệu chứng cơ năng và thực thể thì sẽ được đưa vào trong bài này. Cho nên đây, nó tóm lại đây là một cái bài nó rất là nhiều triệu chứng và nó nhiều nhóm triệu chứng, và ứng với mỗi một cái nhóm triệu chứng thì nó sẽ có biểu hiện của những cái bệnh lý nội tiết điển hình. Thì trong đây chúng ta sẽ vừa học triệu chứng cơ năng thực thể cận lâm sàng và biểu hiện của từng cơ quan, trong các cái trong biểu hiện của từng cơ quan, biểu hiện bệnh lý của từng cơ quan nó có thể liên quan đến cái bệnh lý của tuyến nội tiết nào. Thì đó cũng là cái nội dung của bài học này. Cô giải thích như vậy hơi dài dòng chút để cho các em hiểu là gì. Đây là một cái bài tổng hợp á, nó nhiều triệu chứng lắm, và người ta sẽ phân loại sắp xếp theo từng cái biểu hiện lâm sàng của từng nhóm triệu chứng và ứng với mỗi nhóm triệu chứng vậy thì nó sẽ có những cái bệnh lý gì. Thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu toàn bộ phần đó. Bây giờ trước tiên thì cô sẽ hướng dẫn cho các em, giới thiệu các em một số triệu chứng về cơ năng và thực thể trong bệnh lý nội tiết ha. Trước khi đi vào nội dung á, thì cô sẽ hướng dẫn, cô sẽ nhắc lại các bạn về cái các cái tuyến nội tiết trong cơ thể của chúng ta ha. Thì các bạn sẽ thấy các tuyến nội tiết trong cơ thể chúng ta nó nằm rải rác ha, rải rác từ ở vùng ở trên não ha, nó dài cho tới ở bụng, và cuối cùng là nó sẽ kết thúc ở cơ quan sinh dục ngoài. Ở vùng ở não chúng ta thì nó sẽ có hai cái khu vực nội tiết, và cũng như là một cái tuyến nội tiết rất là quan trọng, đó là vùng dưới đồi. Vùng dưới đồi thì đây là tập hợp các neuron thần kinh, nhưng mà nó tiết ra một số các cái hormone ha, hướng nội tiết để nó giúp điều hòa cái hoạt động của các tuyến nội tiết còn lại, chủ yếu là nó điều hòa hoạt động của tuyến yên nha. Như vậy tuyến yên là một tuyến rất là nhỏ, nó nằm ở trong sọ của chúng ta, nó là một tuyến nội tiết rất là quan trọng. Tiếp theo ở vùng cổ chúng ta thì sẽ có hai tuyến. Tuyến thứ nhất đó là tuyến giáp nha, tuyến giáp thứ hai là tuyến cận giáp. Tuyến cận giáp thì nó rất là nhỏ, chúng ta cũng không có thăm khám được. Tuy nhiên tuyến giáp đó là một tuyến nội tiết duy nhất mà chúng ta có thể thăm khám được trong bệnh lý nội tiết. Ở ngực thì tuyến ức, nhưng mà nó được xếp cho tuyến nội tiết, nhưng mà khi mà lớn lên trưởng thành thì bệnh bệnh lý của tuyến ức nó thuộc về bệnh tự miễn cũng như là bệnh miễn dịch và huyết học. Ở bụng á, ở bụng thì chúng ta sẽ có hai tuyến ha, hai tuyến. Tuyến thứ nhất đó là tuyến thượng thận, là cả hai cái tuyến mà nó hình chóp, tuyến hình chóp đính như cực trên của thận thì chúng ta gọi là tuyến thượng thận. Rồi chúng ta nhìn vào ở bụng ở đây ha, có một tuyến hình dấu ngã nằm phía bắc sau ở bụng ha, nó nằm phía sau ở bụng và nó nằm bắc ngang cột sống, đó là tuyến tỵ. Tuyến tỵ thì chúng ta sẽ thấy có hai ha. Về mặt chức năng thì tuyến tỵ nó sẽ có hai nhóm là tỵ nội tiết, thì tỵ ngoại thì thuộc bệnh lý của tiêu hóa, mà tỵ nội tiết thì nó thuộc bệnh lý của hệ nội tiết các bạn ha. Rồi về nội tiết sinh dục thì chúng ta sẽ thấy ở nữ thì có buồng trứng ha, buồng trứng đó là cơ quan nội tiết sinh dục của nữ. Còn nam thì nội tiết sinh dục của nam đó là cái vai trò tiết cái testosterone của tinh hoàn, thì cô sẽ giới thiệu cơ bản. Như vậy thì bất kỳ bệnh lý ở đâu chúng ta sẽ thấy có bệnh lý ở vùng dưới đồi ha, có thể là ở vùng dưới đồi nè ha, bệnh lý ở tuyến yên nè, bệnh lý tuyến giáp nè, bệnh lý tuyến cận giáp nè ha, bệnh lý của tuyến thượng thận và tụy ha, cũng như là biểu hiện của bệnh lý của các cái tuyến sinh dục, thì nó sẽ có những triệu chứng lâm sàng
mà chúng ta thường gặp sau đây. Và triệu chứng cơ năng thì chúng ta sẽ thấy nó có những cái bất thường. Đầu tiên là thay đổi về cân nặng. Đối với bệnh lý nội tiết là chúng ta sẽ thấy ảnh hưởng đến cân nặng nhiều lắm, tại vì tuyến nội tiết nó, cái vai trò của tuyến nội tiết đa số là nó liên quan đến vấn đề chuyển hóa năng lượng, hoạt động của tế bào. Cho nên là khi mà có vấn đề bệnh lý nội tiết sẽ làm ảnh hưởng đến vấn đề dinh dưỡng cân nặng của bệnh nhân. Thay đổi cân nặng mà có thể chúng ta sẽ thấy đó là một tình trạng gầy sút. Gầy sút thì có thể là một cái tình trạng mà giảm cân nó nhanh, nó ngắn trong một thời gian, nó không liên quan gì đến vấn đề dinh dưỡng. Bệnh nhân có thể ăn uống bình thường nhưng mà nó sút cân. Thế các bạn ha, đây là một triệu chứng thường gặp trong nhiều bệnh lý, nội tiết. Mà nguyên nhân chủ yếu nó không liên quan, cô có nói là không liên quan đến dinh dưỡng, nó liên quan đến vấn đề gì mà bệnh nhân sẽ bị sụt cân, đó là nó gây ra một cái sự mất cân bằng về chuyển hóa năng lượng. Chúng ta thấy đồng hóa là gì các bạn? Đồng hóa là quá trình tổng hợp, là quá trình tích lũy. Dị hóa là quá trình ly giải thủy phân ha. Như vậy thì bệnh nhân mà bị gầy sút là do tăng quá trình dị hóa, đúng không các bạn? Tăng quá trình dị hóa có nghĩa là tăng quá trình ly giải. Ví dụ như là bệnh nhân bị gầy sút sụt cân là quá trình ly giải dị quá đạm, làm cho bệnh nhân teo cơ ha, nó giảm tích lũy cái dinh dưỡng ở cơ thì nó làm cho bệnh nhân sụt cân, hoặc là giảm cái gì các bạn, giảm mỡ, giảm cái mô mỡ dưới da ha, thì nó cũng làm cho bệnh nhân gầy sút và mất cân. Rồi như vậy thì chủ yếu là do nó không liên quan nhiều đến vấn đề dinh dưỡng mà nó liên quan đến vấn đề ly giải. Ngược lại thì một số bệnh lý nội tiết chúng ta có thể gặp là bệnh nhân tăng cân nhanh nhiều trong một cái thời gian ngắn, nó cũng không liên quan gì đến dinh dưỡng. Còn nếu có dinh dưỡng thì nó sẽ góp phần thêm thôi ha. Điển hình hay gặp nhất là bệnh nhân tăng cân hay gặp nhất trong các cái bệnh cảnh là suy giáp. Suy giáp thì bệnh cảnh suy giáp thì chúng ta biết là do hormone giáp ha, do chức năng của hormone giáp nó bị suy giảm, nó giảm tiết hormone giáp, mà hormone giáp là hormone tham gia chính vào cái quá trình chuyển hóa năng lượng, nó đốt cháy năng lượng để tạo thành nhiệt lượng cho cơ thể và tế bào hoạt động, và nó duy trì cái nhiệt độ cho cơ thể. Cho nên khi mà bệnh nhân bị suy giáp thì cái sự chuyển hóa năng lượng của cơ thể của chúng ta đã giảm đi, sự đốt cháy năng lượng giảm đi, thì như vậy thì nó sẽ tích lũy năng lượng, nhiều bệnh nhân sẽ gây tăng cân đó, thì chúng ta sẽ gặp bệnh nhân suy giáp. Một số tình trạng các cái bệnh lý khác của các tuyến nội tiết khác nó có thể làm gia tăng giữ mỡ nước. Như vậy thì đó, chúng ta thấy là quá trình tăng cân này nó liên quan đến chuyển hóa năng lượng. Thứ hai nữa là quá trình giữ mỡ nước. Như vậy thì một số cái bệnh lý của các cái tuyến mà nó có vai trò tham gia vào chuyển hóa mỡ nước ha, đặc biệt là của đâu các bạn, đặc biệt là của tuyến thượng thận sẽ tham gia vào quá trình chuyển hóa mỡ nước trong cơ thể. Như vậy nó sẽ làm cho tăng cái tình trạng giữ muối giữ nước lại, thì như vậy thì bệnh nhân sẽ bị tăng cân, khi các bạn sẽ nó ứ nước lại trong cơ thể và bệnh nhân sẽ bị tăng cân. Và thường gặp đó là cái bệnh lý của tuyến thượng thận, hoặc là do sử dụng thuốc. Do sử dụng thuốc là chúng ta nói là tác dụng phụ của glucocorticoid, là một số thuốc mà nó có vai trò nó giống như tuyến thượng thận. Một số thuốc này uống vô nó sẽ làm giữ nước, nó tăng tích lũy nước, nó tăng giữ nước và nó giữ muối lại, thì nó sẽ làm cho bệnh nhân tăng cân. Bệnh nhân sẽ bị một cái biểu hiện lâm sàng mà chúng ta gọi là hội chứng Cushing, thì khi đi lâm sàng chúng ta sẽ thấy như cái biểu hiện này ở bệnh nhân ở các khoa nội tiết và một số khoa cơ xương khớp, do bệnh nhân sử dụng những cái thuốc glucocorticoid kéo dài thì nó sẽ làm cho bệnh nhân giữ muối nước và bệnh nhân sẽ béo lên. Nhóm triệu chứng thứ hai chúng ta có thể gặp đó là một thay đổi về tính tình. Tính tình đây là thay đổi về trạng thái tâm lý và tâm thần của bệnh nhân. Bệnh nhân sẽ biểu hiện qua rất là nhiều khía cạnh. Thứ nhất là bệnh nhân có thể là giảm khả năng tập trung tư tưởng, hoặc bệnh nhân mất khả năng tập trung tư tưởng, gặp trong một số bệnh lý nội tiết. Bệnh nhân có thể bị mất ngủ nè, hay trước đó bệnh nhân có thể ngủ bình thường mà khi cái có một bệnh lý nội tiết nào đó nó xuất hiện, nó sẽ làm cho bệnh nhân mất ngủ nè, cáu gắt nè, dễ kích thích nè, lo âu, và bệnh nhân có thể bị biểu hiện suy nhược.
bệnh nhân bị biểu hiện suy nhược toàn thân đó, thì những cái biểu hiện này, suy nhược toàn thân nó bao gồm các triệu chứng sau: bệnh nhân lừ đừ, ít vận động, thờ ơ với ngoại cảnh, nằm yên một chỗ, trầm cảm, ít nói chậm, bệnh nhân hay ngủ gà, không có tương tác với mọi người xung quanh, và khi đến khám bệnh thì bệnh nhân nói rất là ít, mặc dù bệnh nhân rất là mệt ha. Đây gặp trong cái bệnh cảnh gì, suy nhược toàn thân này gặp trong suy giáp nặng, bởi vì hormone giáp là hormone mà nó kích thích cho các tế bào hoạt động, cho nên khi suy giáp thì tất cả hầu hết các hoạt động của những cái tế bào mà có tham gia có vai trò của thuyết giáp hoặc vô giáp thì chúng ta sẽ thấy nó hoạt động ở dưới mức trì trệ, và đặc biệt là biểu hiện của thần kinh và tâm thần thì bệnh nhân sẽ có những cái biểu hiện chậm chạp, lừ đừ, mệt mỏi ha, hoặc là một số cái biểu hiện như bệnh nhân suy tuyến cận giáp, nó sẽ làm bệnh nhân rối loạn tâm lý nặng nề, là bệnh nhân lo âu, khóc lóc, và bệnh nhân lo lắng kinh khủng ha, bệnh nhân bị rối loạn lâu luôn đó, thì gặp trong cái bệnh cảnh suy tuyến cận giáp. À, hoặc là bệnh nhân có thể xuất hiện một tình trạng là bệnh nhân mệt mỏi, buồn bã, suy nhược, gặp trong suy giảm thượng thận. Đối với cái bệnh nhân mà suy giáp á, thì bệnh nhân biểu hiện trầm cảm, thờ ơ ngoại cảnh nhiều hơn. Còn đối với bệnh nhân bị suy tuyến thượng thận thì cái triệu chứng bệnh nhân mệt mỏi, người không có sinh lực nha, thì có thể gặp ở bệnh nhân suy võ thượng thận đó. Tiếp theo một nhóm triệu chứng mà chúng ta có thể gặp ở trên lâm sàng đó là bệnh nhân có những cái thay đổi về thân nhiệt. Đây là một cái triệu chứng đặc trưng trong bệnh lý tuyến giáp. Triệu chứng đặc trưng trong bệnh lý tuyến giáp có nghĩa là gì? Có bệnh lý tuyến giáp, có những cái bệnh lý tuyến giáp thì nó sẽ có những cái biểu hiện này. Bệnh nhân có thể bị một tình trạng là bị nóng trong người, cho nên là bệnh nhân cảm thấy sợ nóng vào mùa đông ha. Bệnh nhân sợ nóng chứ không phải sợ nóng vào mùa đông. Bệnh nhân sợ nóng có nghĩa là những cái nơi mà nhiệt độ nóng bệnh nhân rất là khó chịu, ví dụ như là bệnh nhân đi vào bếp lò hoặc là những cái nơi mà nóng bức, đi ra ngoài nắng bệnh nhân rất là khó chịu. Về mùa đông thì bệnh nhân rất là dễ chịu, bệnh nhân thích những cái nơi lạnh ha, nơi mát. Rồi mùa hè nóng bức thì bệnh nhân rất là khó, đổ mồ hôi nhiều lắm, khó chịu lắm. Và da thì lại sờ, lúc đó chúng ta thăm khám chúng ta sẽ thấy da lúc nào nó cũng nóng ẩm và nó tiết mồ hôi để nó thải nhiệt. Do nó tăng nhiệt, nó tăng chuyển hóa cơ bản trong cơ thể, tăng nhiệt độ cơ thể, cho nên là bệnh nhân lúc nào cũng cơ thể nó cũng nóng. Và cơ thể của mình là phản ứng là gì? Khi mà tăng nhiệt độ thì chúng ta phải sao? Phải giải phóng nhiệt để giúp điều hòa cơ thể. Và như vậy thì bệnh nhân sẽ giải phóng nhiệt bằng cách là bệnh nhân tăng tiết mồ hôi để bệnh nhân thoát bớt nhiệt. Như vậy thì thường gặp là da của bệnh nhân, những cái bệnh nhóm bệnh nhân này là nóng ẩm, mà thường gặp ở trong triệu chứng gì các bạn? Cường giáp. Cường giáp có nghĩa đây là gì? Chúng ta ghi đó luôn, cường giáp là hoạt động quá mức của hormone giáp, nó gây tăng hormone giáp đúng không? Tăng hormone giáp, mà trong đó cái chức năng hormone giáp ngoài cái chức năng mà chúng ta nói là nó chuyển hóa cơ bản rồi, nó hoạt động của các tế bào thì nó sẽ làm gì? Nó làm tăng cái nó tăng tiêu thụ năng lượng, nó tăng đốt cháy năng lượng để nó tạo nhiệt, thì như vậy làm da của bệnh nhân lúc nào cũng nóng ẩm, nó tăng chuyển hóa cơ bản và nó thải rất là nhiều nhiệt, nó làm cho bệnh nhân nóng ẩm. Một trường hợp mà hoạt động quá mức của hormone giáp, bệnh nhân sẽ có thể gây một tình trạng cho người ta gọi là cơn bão giáp, một cái biểu hiện lâm sàng gọi là cái cơn bão giáp, thì lúc đó bệnh nhân có thể sốt rất là cao, có thể 40 độ hay các bạn ha, thì chúng ta gọi là tăng thân nhiệt nhiều, gặp trong cơn bão giáp. Ngược lại với cái tình trạng sợ nóng thì một số bệnh nhân bị suy giáp thì người ta sẽ rất là sợ lạnh, mà người ta không thể người ta mùa đông thì những cái bệnh nhân này họ sẽ chết rất là nhiều, nhất là những cái bệnh nhân mà ở châu Âu, những cái nơi vùng khí lạnh, xứ lạnh, mà khi họ bị suy giáp thì họ có thể chết vào mùa đông vì chuyển hóa cơ bản họ bị giảm đi, thấp đi vì suy tuyến giáp, thì như vậy nó không đủ để giữ ấm cho cơ thể ha. Và đặc biệt là khi mùa đông nhiệt độ thời tiết
ở những cái nơi đó nó xuống rất là thấp thì bệnh nhân có thể bị tử vong. Mà bệnh nhân rất là dễ chịu khi bệnh nhân đi ra ngoài nắng, đi vào những cái nơi ấm cúng, những cái lò sưởi ha, hoặc là cái đó, những cái nơi mà nấu ăn có nhiệt lượng nhiệt nhiều thì người ta sẽ dễ chịu. Vậy thì nhắc lại, khi mà thay đổi, khi một bệnh nhân đến với chúng ta, người ta than phiền, người ta cảm thấy người ta đổ mồ hôi nhiều, ta nóng nảy, bứt rứt, khó chịu, thì chúng ta sẽ nhận định xem bệnh nhân này có phải hội chứng cường giáp hay không. Hoặc ngược lại, khi chúng ta thăm khám một người nào đó và chúng ta thấy những cái người có biểu hiện vừa mập mạp thờ ơ với ngoại cảnh, sờ vô thì da bệnh nhân lúc nào cũng mát lạnh và nó khô ha, thì chúng ta sẽ nghi ngờ rằng bệnh nhân này có bị hội chứng suy giáp hay không. Về triệu chứng mệt mỏi thì chúng ta sẽ lưu ý các một số cái vấn đề sau đây. Bệnh nhân sẽ có biểu hiện mệt mỏi các mệt mỏi toàn thân ha, mệt mỏi toàn thân, mệt mỏi về thể cả thể xác lẫn tinh thần à, tức là cái gì, cái đây là cái đặc điểm triệu chứng mệt của bệnh lý nội tiết, nó sẽ khác với biểu hiện ví dụ như bệnh nhân bị mệt trong bệnh lý tim mạch hay là suy hô hấp gì đó ha, thì nó khác nhau. Bệnh nhân này nó chỉ biểu hiện mệt mỏi uể oải về cả tinh thần cũng như là thể xác, bệnh nhân mệt mỏi, và buổi sáng khi ngủ thức dậy bệnh nhân bớt mệt và triệu chứng mệt nó sẽ xuất hiện dần dần, và đến chiều là bệnh nhân mệt nhiều hơn. Do nó liên quan đến gì các bạn, đến các cái hoạt động của các cái hormone, vì một số cái hormone mà nó liên quan đến chuyển hóa của tế bào nó hoạt động theo cái nhịp ngày đêm, theo cái chu trình sinh học 24 giờ, có nghĩa là buổi sáng là nó tiết ra nhiều nhất và buổi chiều thì nó giảm xuống, cho nên là bệnh nhân cảm thấy mệt, đặc biệt là corticoid nha, cortisone, cortisone là những cái hormone mà nó hoạt động theo nhịp sinh học ngày đêm. Như vậy thì với cái đặc tính là nó tiết hormone nhiều buổi sáng thì nó giúp cho cái tế bào hoạt động tốt hơn, bệnh nhân thấy đỡ mệt mỏi hơn. Về chiều thì hormone nó giảm xuống ở mức thấp hơn và nó giảm thấp nhất vào ban đêm, nhưng ban đêm người ta ngủ ra, người ta bớt mệt mỏi, rồi ta ngủ qua một đêm thì lượng hormone nó được tổng hợp trở lại thì nó tăng lên hơn một chút so với buổi chiều. Như vậy thì bệnh nhân cảm thấy là buổi sáng nó sẽ dễ chịu hơn. Bên cạnh cái sự suy giảm hormone nó thì nó hậu quả cái chuyện mệt mỏi này nè, cái đặc điểm mệt mỏi này nè, người ta giải thích là nó do nhiều cái yếu tố tác động ha. Ngoài cái chuyện mà suy giảm hormone ra thì bệnh nhân có thể bị rối loạn về chuyển hóa, ví dụ như là những cái bệnh nhân mà bị suy tuyến thượng thận thì chúng ta sẽ thấy là bệnh nhân bị giảm kali máu, mà kali máu là một loại ion nó tham gia vô hoạt động của tế bào, cho nên khi thiếu nó thì bản thân thiếu kali á, thì bệnh nhân sẽ rất là mệt. Đối với những cái bệnh nhân mà không phải có các cái bệnh lý suy, các cái tiếng nội tiết đi kèm, thì bản thân một mình bệnh nhân thiếu kali bệnh nhân cũng rất là mệt, cho nên có thể nó sẽ là một cái tình trạng mệt này nó đã phối hợp với giảm kali. Rồi thiếu cortisol là chúng ta sẽ thấy là gặp ở bệnh cảnh suy tuyến thượng thận, đây là cái triệu chứng mệt, là triệu chứng thường gặp nhất trong cái bệnh cảnh của các cái bệnh lý mà suy tuyến thượng thận. Đối với cái bệnh nhân suy tuyến thượng thận thì có thể kèm theo giảm aldosterone, các bạn, đây là những cái hormone của tuyến thượng thận nè, thì giảm aldosterone nó ảnh hưởng đến vấn đề chuyển hóa máu nước thì bệnh nhân cũng có thể gây mệt. Một triệu chứng cơ năng ít gặp hơn nhưng chúng ta cũng có thể gặp, đây là một cái triệu chứng mà nếu mà chúng ta gặp cái triệu chứng này là chúng ta phải ghi nhận đây là những triệu chứng nặng, đó là rối loạn ý thức. Và các biểu hiện lâm sàng của bệnh nhân nó rất là nhiều mức độ, rồi rất là nhiều trạng thái, bệnh nhân có thể là giật giã kích thích, rồi hoặc là bệnh nhân mê sảng, rồi hoặc là bệnh nhân nằm im ngủ gà, sau đó rồi bệnh nhân từ từ đi vào hôn mê ha. Nói chung là nó gặp ở các mức độ, và cái này thì có thể gặp ở các cái biến chứng của các cái bệnh lý mãn tính, bệnh lý nội tiết á, mãn tính á, như là bệnh nhân bị hôn mê tăng đường huyết, hôn mê hạ đường huyết, bệnh nhân có thể bị những cái cơn bão giáp hoặc suy thượng thận cấp, đây là những cái biểu hiện ở mức độ nặng của các cái bệnh lý nội tiết. Về triệu chứng chúng ta sẽ thấy cái triệu chứng lâm sàng mà
khi mà chúng ta đi lâm sàng đó, chúng ta hay gặp cái triệu chứng này lắm, đó là triệu chứng uống nhiều và tiểu nhiều. Bởi vì cái bệnh lý đái tháo đường là bệnh lý nó cực kỳ phổ biến ha, cực kỳ phổ biến, nó chiếm cái tỷ lệ 7-8%. Cho nên khi đi lâm sàng thì chúng ta có thể gặp ở những cái bệnh nhân bị đái tháo đường tiếp 2, thì khi đường trong máu nó tăng cao. Tôi sẽ giải thích cho các bạn tìm hiểu tại sao bệnh nhân có triệu chứng uống nhiều với tiểu nhiều. Khi mà đường trong máu tăng cao thì cái nồng độ đường nó vượt vượt qua cái ngưỡng tái hấp thu của thận, tức là đường ở trong máu khi mà nó theo dòng máu đến thận á thì nó sẽ được lọc qua, đường nó sẽ được lọc qua hết ở cầu thận, sau đó nó qua ống thận, sau đó nó sẽ có một cái kênh là SGLT2. Thì cái kênh này nè, nó đồng vận, nó tái hấp thu đường và natri trở ngược vào trong máu, nó trở ngược vào trong máu. Cho nên là cái mức của hấp thu của cái ống thận này nó chỉ được có khoảng 180 mg/dL. Nhưng đối với những bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2, do họ phát hiện muộn hoặc là họ bỏ thuốc gì đó, hoặc là họ ăn chế độ ăn quá nhiều đường làm cho cơ thể không điều chỉnh được, và nó dẫn đến một tình trạng là cái nồng độ đường trong máu bệnh nhân cao lắm, có thể là 300, 350, 400. Thì như vậy nó vượt quá cái ngưỡng tái hấp thu lại của thận, và nó dẫn đến một tình trạng là đường nó sẽ xuất hiện trong nước tiểu. Mà chúng ta biết là đường nó sẽ xuất hiện ở lại trong ống thận đó các bạn. Các bạn đã học cái cấu trúc của thận rồi, thì gồm có cái gì các bạn? Có những cái nang ha, có những cái nang bao quanh gọi là cái cầu thận, rồi những cái ống thận. Thì khi mà ở trong nước tiểu á, ở trong ống thận á, đường nó sẽ xuất hiện, mà đường nó là một cái chất gì các bạn? Đường nó là một chất áp lực, tăng áp lực thẩm thấu, nó rất là háo nước. Thì khi xuất hiện đường nó sẽ kéo nước vào trong lòng ống thận, từ những cái mô gian bào bên ngoài nó kéo ngược trở lại trong ống thận, và nó sẽ gây làm sao nó gia tăng lượng nước tiểu và dẫn đến bệnh nhân tiểu nhiều. Rồi hiểu ha. Vậy tiểu nhiều là gì? Tiểu nhiều là do đường xuất hiện trong nước tiểu và nó sẽ kéo đường ha, nó kéo đường, xin lỗi, nó kéo nước từ ở ngoài, những cái ngoài mô gian bào ngoài và trong ống thận, và nó dẫn đến tình trạng là bệnh nhân tiểu nhiều. Được gọi là tiểu nhiều thì khi nào? Khi lượng nước tiểu phải lớn hơn 2 lít ngày và bệnh nhân tiểu nhiều lần. Và tiểu nhiều lần là sao vậy? Tại vì mỗi lần cơ thể của chúng ta theo sinh lý thì lượng nước tiểu ở trong bàng quang chúng ta nó chứa khoảng 250 ml, thì lúc đó chúng ta sẽ mắc tiểu từ 200, 250 đến 300 là tối đa, thì chúng ta sẽ mắc tiểu và chúng ta sẽ đi tiểu. Như vậy thì để mà có được 2,5 lít nước tiểu một ngày, như vậy thì bệnh nhân phải tiểu khoảng 10 lần trong một ngày, 8 đến 10 lần trong ngày, đúng không? Như vậy thì bệnh nhân sẽ có tình trạng tiểu nhiều ha, tiểu nhiều lần và nước tiểu lớn hơn 2 lít. Mà chắc ăn nó là phải lớn hơn 2,5 lít, trung bình khoảng cỡ 2,5 lít trở lên thì chắc chắn nó là tiểu nhiều. Rồi chúng ta học cái chúng ta hiểu cái số lượng nước tiểu, chúng ta biết cái số lượng nước tiểu như vậy là tiểu nhiều, nhưng mà chúng ta cũng phải nhớ cái sinh lý bình thường của chúng ta. Bình thường cho dù trong ngày đó các bạn không uống hay các bạn không uống nước, nhưng mà các bạn cũng phải dẫn tiểu theo đúng sinh lý, là chúng ta dẫn tiểu từ 600 ml cho đến 2.000, cũng tùy theo cái lượng nước chúng ta ăn vào, uống vào. Nhưng mà trong trường hợp cái ngày đó mà lỡ mà các bạn có thử mình uống khoảng 3 lít nước một ngày, nhưng mà chúng ta dẫn đi tiểu khoảng 2 lít, không được bao giờ vượt qua 2,5 lít. Cái đó gọi là sinh lý. Và được gọi là chính vì bệnh nhân đi tiểu nhiều, nó sẽ dẫn đến tình trạng là gì? Mất nước. Cơ thể không bù đủ thì nó sẽ dẫn đến mất nước, và bệnh nhân sẽ có một tình trạng là gì? Khát nước. Khát nước. Đó, nó sẽ kích thích trung tâm khát làm cho bệnh nhân khát nước. Và uống vô thì chút xíu vô đi tiểu xong bệnh nhân lại khát tiếp. Bệnh nhân không có uống nước xong bệnh nhân không có thấy đã khát, nhưng chúng ta người bình thường nè, chúng ta khát nước, chúng ta uống nước vô là chúng ta cảm thấy dễ chịu và chúng ta cũng không muốn uống nước nữa. Còn những bệnh nhân đó uống thuốc, uống nước xong một chút xíu là khát nước rồi lại tiếp tục uống. Và cái lượng nước ta uống trong ngày đó khoảng cỡ 2,5 lít, thì chúng ta tưởng tượng mỗi lần uống trung bình là chúng ta uống một ly nước là khoảng 250. Giờ mà để uống được 2,5 lít đến 3 lít, người ta cũng phải uống sao các bạn, uống cũng cỡ 10 lần. Cho nên cái lượng người ta uống rất là nhiều, gọi là uống liên tục, là trên 2,5 lít một ngày.
Rồi, như vậy là chúng ta sẽ thấy với những cái bệnh nhân bị đái tháo đường thì có thể có triệu chứng là uống nước, khát nước, khát nước, uống nước và tiểu nhiều ha. Rồi, còn một bệnh cảnh thứ hai mà chúng ta có thể gặp ở các cái bệnh lý nội tiết đó là bệnh nhân có triệu chứng tiểu nhiều, bệnh nhân sẽ tiểu rất là nhiều, có người là tiểu từ 2 lít cho đến 5 lít. Cá biệt có những trường hợp mà tôi đã gặp đó là bệnh nhân hay là bệnh nhân tiểu 8 9 lít một ngày. À, cái này là do cái bệnh lý ở đâu các bạn? Bệnh lý tuyến yên. Bệnh nhân bị giảm tiết ADH. ADH là một hormone của tuyến yên, nó có tác dụng chống lại niệu. Như vậy thì nó làm cho khi mà chúng ta uống nước ra thì các cái ống thận á, nếu có cái hormone ADH này nè thì nó làm cho nước nó sẽ được hấp thu qua ống thận và nó cô đặc nước tiểu lại. Còn khi mà chúng ta thấy ở những cái người bệnh lý tuyến yên này họ bị giảm tiết hoặc là không còn tiết ADH nữa thì khi uống bao nhiêu thì cơ thể nó sẽ ở thận đó là nó sẽ nước tiểu á nó chỉ được thải ra mà nó không có tái hấp thu lại. Cho nên là cá biệt có những trường hợp là người ta tiểu 8 lít 10 lít và trung bình người ta khi mình ta đến ta khám bệnh á thì người ta khai người ta tiểu khoảng 4 5 lít ngày, có nghĩa là gì? Uống vô là người chút xíu ta đi tiểu và uống bao nhiêu tiểu đi hết bấy nhiêu ha. Thì gặp một cái bệnh cảnh đái tháo nhạt, nhưng bệnh cảnh đái tháo nhạt đây là một cảnh rất là hiếm, hiếm lắm, ít có gặp lắm, bệnh lý tuyến yên ít có gặp lắm. Còn tần suất đại đa số chúng ta gặp uống nhiều tiểu nhiều là ở bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2. Với cái bệnh nhân mà đái tháo đường tiếp 2 mà khi có triệu chứng uống nhiều tiểu nhiều á thì thường người ta hay kèm với một tình trạng gầy sút do thiếu insulin. Do thiếu insulin cho nên là nó giảm chuyển hóa đường, có thể giảm sử dụng đường ha, và nó cộng mất đường nữa, mất đường và nước tiểu dần dần, cho nên bệnh nhân bị sụt cân đó. Bệnh nhân sẽ có tình trạng gầy sút, sụt cân. Như vậy thì khi mà nói đến cái triệu chứng tăng đường huyết ở bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 thì chúng ta sẽ thấy có triệu chứng đầu tiên chúng ta phải kể đến là gì? Bệnh nhân đầu tiên mình phải tiểu nhiều cái đã, mình tiểu nhiều rồi bệnh nhân mới khát nước, bệnh nhân mới uống nhiều, rồi như vậy thì đó làm cho làm sao bệnh nhân có cái biểu hiện là mất gầy sút, sụt cân ha, do bệnh nhân mất nước và mất đường. Ba biểu hiện rối loạn tiêu hóa đó nha, biểu các cái bệnh lý nội tiết thì chúng ta có thể thấy là bệnh nhân rất là dễ bị ảnh hưởng ở đường tiêu hóa. Triệu chứng thường gặp ở đường tiêu hóa trong bệnh lý nội tiết đó là gì? Bệnh nhân buồn nôn, nôn ha, bệnh nhân hay nôn và buồn nôn gặp rất nhiều ở bệnh nhân bị suy tuyến thượng thận. Suy tuyến thượng thận cấp tính mạng tính gì cũng vậy, triệu chứng ta đến với mình vì lý do người ta nhập viện là ta buồn nôn với nôn. Rồi bệnh nhân nhiễm độc giáp, và những cái người nhiễm độc giáp nặng thì do nó sẽ kích thích cái hoạt động của co bóp của dạ dày, nó gây rối loạn vận động, nó làm cho bệnh nhân rất là dễ buồn nôn. Đối với cái bệnh nhân mà tăng triglycerides, tăng triglycerides có nghĩa là gì các bạn? Đây là tăng lipid ha, một dạng tăng lipid. Thì khi mà triglycerides nó tăng cao trong máu thì nó sẽ dẫn đến là gì các bạn? Các bạn biết rồi, triglycerides đó là mỡ, thì khi mà nó di chuyển trong tuần hoàn mà nó quá nhiều thì chúng ta sẽ thấy mỡ nó đâu có tan trong nước, thì nó gây tắc những cái vi mạch nhỏ ở trong tuyến tụy và nó sẽ làm tổn thương tụy và nó sẽ gây viêm tụy, và bệnh nhân dẫn đến một tình trạng chúng ta gọi là viêm tụy cấp. Viêm tụy cấp do tăng triglycerides. Mà khi mà viêm tụy cấp do tăng triglycerides thì tất cả những bệnh lý vì tăng viêm tụy cấp thì đều có một triệu chứng là đau bụng và buồn nôn rất là dữ. Đó. Đối với cái viêm tụy cấp mà do các nguyên nhân khác, do rượu, do sỏi gì thì đó là bệnh lý tiêu hóa. Nhưng mà viêm tụy cấp do tăng triglycerides nó vừa là bệnh lý nội tiết và cũng là vừa là bệnh lý tiêu hóa. Đối với bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 thì triệu chứng nôn, buồn nôn, mỗi cái triệu chứng này, mỗi một bệnh lý này là cái nguyên nhân gây nôn và cái cơ chế gây nôn, buồn nôn của họ đều khác nhau. Ở bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 đó thì tiếp 1 cũng như tiếp 2 thì chúng ta thấy bệnh nhân rất là dễ nôn, buồn nôn là do bệnh nhân bị tổn thương thần kinh. Bệnh nhân bị tổn thương thần kinh tự chủ ở dạ dày nó làm cho rối loạn vận động dạ dày, là bệnh nhân rất là dễ buồn nôn. Ngược lại với một cái tình trạng mà tiêu lỏng đó, tiêu lỏng thì có thể chúng ta thấy là hay gặp ở cường giáp, thì bệnh nhân rất là dễ bị táo bón, bệnh nhân bị suy giáp.
À, đối với cái bệnh nhân mà bị suy giáp là cái triệu chứng chúng ta thường gặp luôn. Rồi bệnh nhân 3 ngày, 5 ngày, thậm chí tuần lễ bệnh nhân mới đi tiểu được. Thì cái này thì tại sao bệnh nhân dễ bị táo bón cho bệnh nhân suy giáp? Vì chúng ta biết ở những bệnh nhân suy giáp thì hormone giáp nó giảm đi. Nó giảm thì nó sẽ tác động lên cái hoạt động nhu động của dạ của đường ruột, nó sẽ giảm đi do hormone giáp nó giảm, thì nó giảm tác động lên cái hoạt động co bóp của đường ruột, thì nó làm cho nhu động ruột nó sẽ giảm đi, và như vậy thì thức ăn khi chúng ta ăn vô thì nó sẽ xuống với ruột rất là chậm, mà chúng ta sẽ thấy là ruột già nó có chức năng là hấp thu nước từ những cái thức ăn thừa trong phân khi mà thải ra, thì như vậy thì khi mà nó nằm lâu ngày thì nó sẽ hút nước hết và bệnh nhân sẽ bị rất là bón đó. Còn ngược lại với bệnh nhân bị nhiễm độc giáp đó, những bệnh nhân bị suy giáp là nhiễm độc giáp đó, thì khi mà hormone giáp nó tăng cao nó sẽ kích thích, nó kích thích vô các cái đống rối thần kinh, nó tăng hoạt động của catecholamine, nó làm cho ruột nó bị kích thích liên tục, và như vậy thì nó sẽ tăng co bóp. Nó tăng co bóp thì khi mà chúng ta ăn thức ăn vào thì thức ăn nó sẽ chạy nhanh ha, từ dạ dày nó xuống dưới ruột già rất là nhanh, mà khi nó xuống với cái lượng nhiều. Thì bệnh nhân sẽ bị sao các bạn? Thì bệnh nhân sẽ thì khi mà thức ăn mà nó xuống phân là nó xuống đại tràng nhanh thì nó đủ lượng rồi thì sẽ kích thích đi tiêu. Như vậy thì ăn xong chút xíu là phân nó đã có với tới với đại tràng và bệnh nhân sẽ đi tiêu, như vậy thì nước nó không hấp thu hết, bệnh nhân sẽ đi tiêu lỏng nhiều lần đó. Hoặc là bệnh nhân cơn suy thượng thận cấp thì đây là một cái triệu chứng bệnh nhân bị rối loạn tiêu hóa, bệnh nhân rất là dễ bị tiêu lỏng do đau bụng, rối loạn tiêu hóa. Còn đối với bệnh nhân đái tháo đường thì do tổn thương thần kinh tự chủ nha các bạn nha. Về rối loạn sinh dục thì chúng ta sẽ thấy ở những cái bệnh nhân mà bị rối loạn về nội tiết sinh dục đó, thì chúng ta sẽ thấy biểu hiện lâm sàng đối với nữ á, thì chủ yếu là nó sẽ liên quan đến vấn đề kinh nguyệt, bởi vì nói tới sinh dục là chúng ta sẽ liên quan đến chu kỳ ha, hoạt động của buồng trứng và kinh nguyệt. Như vậy thì đối với những cái bệnh nhân nữ thì chúng ta sẽ thấy là biểu hiện rất là nổi bật luôn, đó là rối loạn về kinh nguyệt, có thể bị vô kinh, bị có bị thể bị vô kinh, hoặc là kinh nguyệt thưa, và thường là những cái bệnh nhân này thì rất là khó để mà có con nha. Để gặp trong bệnh lý gì, những bệnh nhân nữ mà họ bị rối loạn về cái tỷ lệ tiết androgen nha, rối loạn về tiết androgen cũng như là rối loạn tiết về progesterone, thì những cái bệnh nhân này nó sẽ bị rối loạn kinh nguyệt nha. Hoặc là bệnh nhân bị hội chứng Cushing nha, bệnh nhân bị hội chứng Cushing nó sẽ cường anốt, nó cường tiết hormone cortisol, thứ hai nữa là nó cũng cường tiết androgen, như vậy là bệnh nhân cũng gây rối loạn kinh nguyệt, và bệnh nhân có thể bị vô sinh. Vô sinh trong bệnh nhân bị suy tuyến thượng thận mãn tính. Rồi bây giờ các bạn lấy giấy viết ghi nó cho tôi một số từ các bạn thấy là hội chứng Cushing à, các bạn giải thích cho tôi, giải thích cho các bạn thêm nè, đối với cái bệnh lý nội tiết nãy giờ cô nói đó, tại vì các bạn mới nhập môn làm quen rồi các bạn sẽ gặp một số cái từ nó rất là mới, mà nhiều khi đọc mà mình không tìm hiểu mình cũng khó, rất là khó nhớ. Thì các bạn nói giùm tôi hội chứng Cushing hai chấm là do sử dụng corticoid, rồi bệnh Addison, bệnh Addison này thì chúng ta hai chấm đó là suy tuyến thượng thận mãn tính. Bệnh suy tuyến thượng thận mãn tính do bệnh nguyên nhân tự miễn nha các bạn ha. Rồi bệnh Cushing là do u tuyến thượng thận đó.
chúng ta sẽ dùng những cái từ này, chúng ta sẽ thấy nãy giờ tôi có nhắc đó, nha. À, bệnh addiction, hội chứng Cushing và bệnh Cushing đều liên quan đến bệnh lý của tuyến thượng thận. À, một số triệu chứng cơ năng khác mà chúng ta ít gặp hơn, do cái tỷ lệ, có thể là do tỷ lệ bệnh ít gặp hơn và triệu chứng này nó ít gặp hơn. À, bệnh nhân có thể bị đau đầu. Đau đầu thì chúng ta hay gặp ở những cái bệnh nhân mà bị bệnh lý tuyến yên này các bạn ha, bệnh lý tuyến yên, bệnh nhân bị bệnh lý tuyến thượng thận thì thỉnh thoảng bệnh nhân cũng đau đầu. Rồi bệnh nhân có thể bị rối loạn về chuyển hóa xương. À, bệnh nhân rất là dễ bị gãy xương hoặc đau xương thì gặp trong bệnh lý tiền cường tuyến cận giáp, hoặc là loãng xương do nguyên nhân về nội tiết. Cường tuyến cận giáp là một cái bệnh cảnh cực kỳ hiếm gặp, mà khi mà có cường tuyến cận giáp thì chúng ta sẽ thấy bệnh nhân có biểu hiện lâm sàng. Đầu tiên ta đến với mình là ta gãy xương tự nhiên, ngủ sáng thức dậy bước xuống giường cái xương gãy 2-3 khúc, răng ngủ sáng thức dậy răng nó rụng 2-3 cây. Như vậy thì cái triệu chứng này là triệu chứng đặc trưng của cái bệnh lý cường tuyến cận giáp. Tuy nhiên tỷ lệ bệnh cường tuyến cận giáp thì nó cực kỳ hiếm các bạn ha. Bệnh nhân có thể bị mỏi cơ, chuột rút và cơn tetany hoặc cường suy tuyến cận giáp, chúng ta có thể gặp phù niêm trước xương chài. Bệnh nhân có thể bị phù niêm trước xương chài, là phù, đặc điểm đây là một cái tình trạng mà phù khu trú ở mặt trước xương chài. Đây là một cái dạng phù cứng. Còn phù mềm mà chúng ta học trong triệu chứng của bệnh thận là chúng ta thấy là phù mềm, đặc điểm mô tả là phù mềm trắng ăn lở, và ngược lại cái này là nó phù tím, da màu da cam mà nó cứ ngắt, nó tập trung ở phía trước xương chài đó. Và đây là một cái triệu chứng mà nó rất là đặc hiệu trong bệnh lý Bajedo, và tuy nhiên nó hiếm gặp lắm, nó chỉ chiếm 1-2% ở bệnh Bajedo mà thôi, cho nên chúng ta mới để là triệu chứng ít gặp khác. Bệnh nhân có thể bị biểu hiện dị cảm, mất cảm giác, rối loạn cảm giác trong các bệnh lý nội tiết, cũng không phải là triệu chứng gặp. Đối với bệnh nhân Bajedo thì bệnh nhân có thể bị rối loạn cảm giác là do bị tổn thương thần kinh ngoại biên ha. Còn bệnh nhân cường aldosterone tiên phát là chủ yếu là do bị hạ kali, mà khi mà bị hạ kali thì bệnh nhân sẽ bị sao các bạn? Hạ kali là nó sẽ bị biểu hiện dị cảm, là nó liên quan đến cái hoạt động chuyển hóa. Rồi như vậy là tôi giải thích, tôi giới thiệu các cái triệu chứng về cơ năng của các cái bệnh lý nội tiết cho các bạn. Tôi giới thiệu lượt qua để chúng ta thấy nó biểu hiện tôi lông hết trơn á, nhiều cơ quan lắm, nhưng mà tùy theo cái nhóm bệnh lý mà chúng ta sẽ có những cái biểu hiện. Và khi đi lâm sàng, sau khi mà người ta mô tả một số triệu chứng, chúng ta tìm ra được một ít manh mối rồi thì giờ chúng ta phải đi khám thực thể để chúng ta tìm thêm một số triệu chứng nữa, để chúng ta hướng đến một cái bệnh nào đó thì chúng hello tôi đang giảng cái gì nữa. Rồi bây giờ chúng ta đi khám thực thể. Khám thực thể thì chúng ta sẽ áp dụng các cái nguyên tắc cơ bản. Khám là nhìn, sờ, gõ, nghe, đo. Đó. Bây giờ đối với cái bệnh nhân bệnh nội có bệnh lý nội tiết thì chúng ta cần quan sát cái gì, cần thăm khám cái gì. Nhà đầu tiên là chúng ta sẽ thấy các bệnh lý nội tiết nó sẽ ảnh hưởng đến thể trạng bệnh nhân, cho nên chúng ta phải nhìn toàn trạng bệnh nhân, nhìn từ cái lúc bệnh nhân đi đứng, đi lại, nghỉ ngủ của bệnh nhân. Nên cũng giúp cho chúng ta gợi ý được các cái bệnh lý nội tiết. Chúng ta nhìn hình dáng, nhìn hình dáng của bệnh nhân, chiều cao, cân nặng, sự cân đối của tứ chi, của mặt và thân. Nếu như nó có rối loạn thì chúng ta cũng có thể nghi ngờ cái bệnh lý nội tiết.
Ở một số cái bệnh lý nội tiết nó làm thay đổi hình dáng về chiều cao, ví dụ như bệnh suy tuyến yên mà giảm tiết CH là hormone đó, các bạn, hormone CH đó là hormone mà làm tăng chiều cao đó. Thì nếu mà bệnh nhân suy suy cái giảm tiết hormone CH đó, hormone tăng trưởng đó, thì bệnh nhân sẽ bị lùn rất là thấp bé, từ khi mà thấp bé so với những người cùng trang lứa và đến tuổi trưởng thành thì họ cũng rất là thấp bé. Hoặc là bây giờ họ có một cái chiều cao mà cực khủng, nổi trội mà nó khác biệt, dị biệt luôn, có thể là cao 2 mét mấy, 2 mét 3, 2 mét 2, 2 mét 4 đó. Thì đó là những cái người mà bị cường cường để họ CH ở lúc trẻ đó. Hoặc là những cái người mà bị hội chứng Gorsin, nó cũng làm thay đổi hình thể. Hoặc những người sử dụng corticoid, nó cũng làm thay đổi, mất cân đối, nó làm cho mặt tròn lên và tay chi thì tay chân thì teo lại và thân thì mập ra đó. Thì nó như vậy thì chúng ta phải đánh giá chung. Khi mà nhìn nhiều khi cái thể trạng bệnh nhân là giúp chúng ta gợi ý một cái bệnh lý nội tiết rồi. Và một số bệnh lý nội tiết nó sẽ làm thay đổi sắc tố của da, cho nên chúng ta phải lưu ý đến khám, khám cái tính chất màu sắc của da. Rồi chúng ta phải đo chiều cao cân nặng và tính BMI. Như vậy thì từ đây trở về sau, khi mà chúng ta đi các cái chuyên khoa về nội tiết, chúng ta đi lâm sàng các chuyên khoa nội tiết, thì nhớ khám bệnh nhân là phải đo cân nặng chiều cao, đặc biệt các bệnh nhân có bệnh lý về nội tiết là phải đo chiều cao cân nặng và tính chỉ số khối cơ thể, chỉ số khối của cơ thể để chúng ta đánh giá coi bệnh nhân nó bị gầy hay là bị béo hay là trung bình. Cái thể trạng nó cũng sẽ ảnh hưởng đến bệnh lý nội tiết ngoài vấn đề dinh dưỡng ra. Thì theo cái chỉ số khối cơ thể mà theo cái quy ước của Tổ chức Y tế Thế giới á, thì đối với người châu Á chúng ta thì người ta chia ra 3 mức độ gầy. Gầy thì khi mà chỉ số khối cơ thể là BMI á, cách tính là gì các bạn? Cách tính BMI là chúng ta lấy cân nặng chúng ta chia cho chiều cao bình phương, thì nó ra được là trên 1 mét vuông da đó thì cơ thể chúng ta chứa bao nhiêu kg, thì chúng ta gọi là BMI này, hay là chỉ số khối cơ thể. Nếu một cái người nào đó có BMI dưới 18.5, có nghĩa là trên 1 mét vuông da người ta chứa chỉ được có 18.5 thôi kg thôi, thì chúng ta gọi là người đó gầy. Và đặc điểm gầy do dinh dưỡng thì nó sẽ teo cơ và nó gầy đều từ trên đến dưới. Nhưng riêng đối với một số bệnh lý nội tiết thì nó gầy có đều, một số cơ thì nó teo nhiều, một số cơ nó teo ít. Thì đó chúng ta sẽ thấy là cái đặc điểm, thấy nó có những cái khác biệt trong vấn đề gầy, hoặc là lớp mỡ dưới da nó cũng thay đổi nhé, hoặc là nó bị kém phát triển do mỡ dưới da, thì cũng là chúng ta cũng nghi ngờ cái bệnh lý nội tiết. Ngược lại, một số cái bệnh lý nội tiết nó có thể làm cho người ta béo nhưng mà béo không đều, béo phù du ở ngực, ở bụng, ở đùi ha. Đó. Và ở mặt thì hay gặp ở hội chứng Gorsin, gặp ở hội chứng Gorsin. Như vậy thì chúng ta thấy đây, đây là một cái hình ảnh. Chúng ta thấy là hai người này đều bất thường chiều cao. Hai người này đều bất thường chiều cao. Đây là hai người mà các bạn sẽ thấy là nhìn lên hình ảnh này các bạn có thấy cái gì đặc biệt không? Người ta đứng trên đâu các bạn? Các bạn đứng trên thảm đỏ. Đây là hai người này là đứng trên cái bục danh dự để xác lập kỷ lục Guinness. Một cái anh này là cái anh này anh lớn, anh 40 mấy tuổi rồi mà anh cao có 8 mấy cm. Anh là cái người được xem là cái nguyên nhân là do ổng bị suy tuyến yên, ổng bị lùn tuyến yên, ổng không có hormone CH, cho nên là ngay từ nhỏ ổng không phát triển chiều cao, ổng có 8 mấy cm. Còn ngược lại cái anh này thì do ổng bị u cái tuyến yên trên não á, tuyến yên nãy chúng ta cô có giới thiệu lên trong đầu bài đó, ổng bị u tuyến yên rồi nó tăng tiết CH, cho nên cái lượng hormone nó tiết quá mức so với thường, nó làm cho ông phát triển chiều cao cực khủng luôn, cũng cao 2 mấy luôn ha, cũng cao 2 mấy luôn. Nhưng mà ông này chúng ta sẽ thấy là ông cao nhưng mà ông rất là bệnh, ông bị bệnh lý mà ông đứng không vững, ông rất là dễ bị gãy xương và ông yếu lắm, cho nên là ông phải đứng trên cái nền ông chống như thế đó. Và ông này hình như là chết rồi, ông này cũng chết cách đây mấy năm rồi. Thì chúng ta thấy đây là những cái người mà bất thường về chiều cao, cho nên
chỉ cần chúng ta nhìn qua chiều cao cân nặng, khám toàn đại bệnh nhân, chúng ta sẽ gợi ý được một cái biểu hiện của bệnh tuyến yên bất thường gì, chiều cao bất thường và cân nặng. Đây là đặc điểm da lùn và tuyến yên các bạn ha, đặc điểm da lùn và tuyến yên này các bạn đó. Những người lùn bệnh tuyến yên thì họ có đặc điểm khác biệt so với những các cái bệnh lý lùn khác, là nó có những cái đặc điểm như đây nè. Những người mà lùn do suy tuyến yên á, do giảm tiết rác á, thì người ta ảnh hưởng vừa cả chiều cao cân nặng, cho nên tính ra BMI của họ tương đối là cân đối nha các bạn ha, ảnh hưởng về chiều cao và cân nặng đó. Nhưng mà do cái hormone DH này nè, nó sẽ tác dụng lên xương, cho nên khi mà bệnh nhân bị thiếu hormone DH thì họ sẽ bị thay đổi một số cái đặc điểm về xương ở trên mặt của họ, cho nên họ có một tình trạng là đầu họ tròn, mặt họ thì ngắn, trán họ bị vô ra, mũi họ bị gãy đó, do tác dụng của hormone DH là nó giảm, cho nên nó ảnh hưởng đến xương, nó làm thay đổi chút xíu. Rồi toàn thân tỷ lệ tay chân nha, mình cổ của họ thì nó cân đối, đương nhiên cái gương mặt của họ thì nó phải to, thì chúng ta sẽ thấy to là chúng ta thấy là nó sẽ ảnh hưởng đến chiều cao thôi, chứ nó không ảnh hưởng đến cái diện tích của cái khung xương não, cho nên là chúng ta cảm giác như là cái mặt họ bự ra, nhưng mà thật ra là cái tỷ lệ gương mặt của họ ở người trưởng thành cũng giống như chúng ta thôi. Nhưng một cái đặc điểm đặc biệt đó là những cái người lùn tuyến yên này nè, nó chỉ phát triển, nó chỉ tác, nó bị ảnh hưởng ở xương thôi ha, và học RH nó chỉ tác dụng lên xương và cơ thôi, rồi còn trí tuệ của họ thì phát triển bình thường. Đây là cái triệu chứng mà giúp cho chúng ta phân biệt với các cái bệnh lý lùn khác, giống như bệnh nhân bị hội chứng Down thì họ sẽ kém phát triển về trí tuệ, hoặc là những cái người lùn mà do thiếu iốt, bệnh đần á, bệnh đần trong thiếu iốt thì họ cũng lùn như thế, nó không có cao, họ rất là thấp bé, nhưng mà trí tuệ họ rất là kém phát triển. Thì chúng ta lưu ý đó là lùn, đây là đặc điểm lùn của bệnh lý nội tiết. Về toàn trạng thì chúng ta sẽ lưu ý về khám da, tiếp tục về cái phần toàn trạng chúng ta sẽ thấy da nó sẽ thay đổi về màu sắc, chúng ta sẽ gặp trong một số bệnh lý nội tiết, và đặc biệt là đối với cái bệnh suy tuyến thượng thận nguyên phát đó, hoặc là hay gọi là suy giỏ thượng thận nguyên phát hay suy tuyến thượng thận nguyên phát nói chung đó, bệnh Addison đó, thì chúng ta sẽ thấy là trên da của họ nó có nhiều cái mảng sắc tố mà tập trung ở đâu, ở những cái chỗ và tì đè, những chỗ và phơi sáng, cẳng tay, cánh tay, nếp gấp đùi bạn, rồi ở cùi chỏ vân vân, hoặc là trong miệng của họ ha, có những cái đốm đăng sắc tố nó màu đồng đồng đen đen đó, gọi những cái đốm đen đó. Hoặc là đối với những cái bệnh nhân mà bị suy cắn tuyến nhận giác thì chúng ta thấy là hầu hết bệnh nhân là bị rụng lông, cái nào là suy tuyến là chúng ta thấy rụng lông hết, lông tóc móng gì nó rụng gãy hết. Bệnh nhân suy tuyến giáp, suy tuyến yên, suy sinh dục gì đó thì chúng ta sẽ thấy là lông tóc móng là rụng gãy khô. Có nhiều người bị suy tuyến yên là các bạn sẽ thấy là mất lông mày, lông gì nó cũng rớt hết trơn, tóc cũng rụng luôn. Ngược lại, một số tuyến nội tiết và nó hoạt động ở mức là cường tuyến thì ngược lại nó sẽ gia tăng, nó gia tăng một lông tóc bóng gì đó, là hoặc là bệnh nhân bị hội chứng kết sinh, bị bệnh kết sinh á, là bệnh nhân bị cường vỏ thượng thận đó, trong nó sẽ tăng tiết cả androgen, cho nên nó sẽ thay đổi cái đặc tính sinh dục thứ phát nam ở người nữ, nó gia tăng cái đặc tính sinh dục thứ phát nam ở người nữ, là bệnh nhân bằng cách là biểu hiện là gì, bệnh nhân sẽ mọc rậm lông, mọc rơ mép và tóc họ mọc nhiều ra, lông họ mọc chủ yếu là ở mặt, ở lưng, ở ngực, ở bụng đó. Rồi như vậy thì chúng ta sẽ phân biệt cái hội chứng Cushing và cái bệnh Cushing ha các bạn nha. Biểu hiện của hội chứng Cushing là nó thay đổi, chúng ta sẽ thấy là thay đổi về toàn thân là triệu chứng mà chúng ta phải ghi nhận, dựa dòng triệu chứng toàn thân là đủ để chúng ta nghĩ đến hội chứng Cushing. Hội chứng Cushing nguyên nhân là cái gì các bạn? Do sử dụng corticoid kéo dài, do sử dụng thuốc corticoid kéo dài,
thì sau khi sử dụng cái thuốc này nè, nó có đặc tính sinh học, nó giống như hormone tuyến thượng thận, nhưng mà nó có nhiều tác dụng phụ. Người ta sử dụng thuốc tại vì thuốc này uống vô nó sẽ trị được rất là nhiều bệnh, trong đó một cái bệnh mà chúng ta thấy là triệu chứng khỏe uống vô là nó phơi phới, và người ta đang mệt mỏi uể oải gì đó ha, đang sốt đang bệnh gì đó uống vô cái là khỏe liền đó. Cho nên là người ta lạm dụng nó, cho nên khi mà sử dụng lạm dụng nó lâu ngày thì nó sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của tuyến thượng thận. Bởi vì khi chúng ta uống sử dụng corticoid kéo dài này vô thì nó làm cho nồng độ của thuốc nó cao lên, cho nên là nó vì cái học nó là cái thành phần hoạt chất nó giống như hormone của tuyến thượng thận mà các bạn, cho nên là tuyến yên nó sẽ nhận diện, nó tưởng đâu là của cortisol trong máu tiết tiết nhiều quá, cho nên nó sẽ tạo cái hiệu ứng feedback sau các bạn, nồng độ cao nó feedback âm, nó sẽ ức chế tiết nó sẽ ức chế tiết ACTH như vậy, thì dần dần dẫn đến là giảm ACTH của tuyến yên và tuyến thượng thận nó sẽ bị giảm hoạt động, và tế bào tuyến thượng thận nó bị giảm kích thích là nó giảm tiết hormone, cho nên nó teo lại đó. Và cái tác dụng của corticoid nó bắt đầu khi mà sử dụng kéo dài thì nó sẽ làm thay đổi hình thể nha, nó có những cái tác dụng phụ chúng ta thấy là nó tăng vị quá đạm, nãy chúng ta thấy đó, nó tăng vị quá đạm cho nên bệnh nhân sẽ có tình trạng teo cơ, teo cơ đó, nó tăng chuyển quá mỡ cho nên bệnh nhân sẽ tăng tích tụ mỡ, bệnh nhân sẽ có một tình trạng là gì, tích tụ mỡ ở mặt, ở ngực, ở bụng hả, rồi tăng vị quá đạm thì nó lấy những cái protein ở dưới mô dưới da này, cho nên làm da bệnh nhân rất là mỏng, cho nên nó sẽ có, và cộng thêm nó tích tụ mỡ nữa cho nên là cái bụng to ra, cho nên da mỏng nó sẽ có một tình trạng là gọi là rạn da, rồi teo cơ ha, teo cơ đó, thì đây là biểu hiện của hội chứng cát sinh đó. Khi mà mốt chúng ta đi lâm sàng ta gặp những cái bệnh nhân mà nó có thay đổi như thế này thì chúng ta kết luận là bệnh nhân sử và có kèm theo sử dụng corticoid, thì chúng ta kết luận là bệnh nhân này là bị hội chứng cát sinh do sử dụng corticoid đó. Hồi nãy cô kêu các em phân biệt ba cái nhóm bệnh đó ha. Rồi cái đây là biểu hiện của bệnh cát sinh. Bệnh cát sinh thì do nguyên nhân là gì các bạn, do cường tuyến thượng thận nguyên phát, cái này là cường hormone đó các bạn, cường hormone của vỏ thượng thận, chủ yếu là cường hormone của vỏ thượng thận nguyên phát đó. Thì nó ra là bệnh cát sinh, thì cái này là nguyên nhân là do cái gì, bệnh nội sinh do hormone, do bệnh nhân bị u ở tuyến thượng thận, mà cái u này là cái dạng phì đại của các cái tế bào của tuyến thượng thận, và tế bào tuyến thượng thận thì nó sẽ tăng tiết cortisol rồi nó tăng tiết androgen, thì như vậy là chúng ta sẽ thấy nó sẽ vì nó tăng tiết androgen cho nên một cái người nữ này nó sẽ bị rậm lông ha. Bệnh nhân này cũng có da mỏng, mặt đỏ, rối loạn tái phân bố mỡ, nó thay đổi về hình thể, nhưng mà nó có một điểm đặc biệt là rậm lông. Thì nếu một cái người mà rậm lông như thế này thì chúng ta nghĩ đến là bệnh cát sinh, mà nếu một người có biểu hiện lâm sàng da mỏng, mặt đỏ, rối loạn tái phân bố mỡ như vậy thì chúng ta nghĩ là hội chứng cát sinh, mà nguyên nhân là do sử dụng corticoid. Rồi bây giờ chúng ta qua cái thăm khám về triệu chứng tim mạch, chúng ta thấy một số các bệnh lý tim mạch, một số bệnh lý nội tiết nó sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của tim mạch, ví dụ như là đối với huyết áp thì chúng ta sẽ thấy khi mà bệnh bajedo là cường tuyến thượng xin lỗi, cường học có giáp á các bạn ha, chỉ cường giáp á, thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ làm cho cái hoạt động co bóp tim nó mạnh hơn, cho nên huyết áp nó có thể tăng nhẹ. Rồi ngược lại, bệnh nhân bị suy tuyến thượng thận hoặc là suy giáp thì nó ảnh hưởng đến hoạt động trương lực của mạch máu và hoạt động co bóp của tim đó, thì như vậy là của mạch máu luôn, thì như vậy thì nó sẽ làm cho huyết áp bệnh nhân thấp, bình thường ta 11 12 những bệnh nhân này huyết áp sẽ 90 đó. Và một số bệnh lý nó có thể làm cho ảnh hưởng đến tần số tim, ví dụ như là bệnh nhân bị bajedo bệnh nhân bị bajedo là bệnh cường giáp đó các bạn ha, hội chứng cường giáp đó, thì nó sẽ làm cho nó kích thích lên các cái thụ thể trên tim á, và mạch máu, làm tăng co bóp, thì như vậy nó làm cho nhịp tim rất là nhanh
làm cho nhịp tim rất là nhanh, hoặc là một số bệnh nhân bị loạn nhịp tim luôn, là người ta bị rung nhĩ đáp ứng thắt nhanh. Rung nhĩ đáp ứng thắt nhanh đây là một cái biểu hiện gì các bạn, về rối loạn nhịp tim, cái cơ nhĩ họ bóp không có đồng bộ, cho nên là chúng ta sẽ thấy hậu quả lâm sàng là sao. Hậu quả lâm sàng là nhịp tim không đều, chúng ta bắt mạch chúng ta thấy mạch có lúc nhanh lúc chậm, lúc bạch lúc yếu ha, chúng ta gọi là loạn nhịp hoàn toàn, thì chúng ta sẽ thấy mà cái tần số này nó rất là nhanh thì chúng ta gọi là rung nhĩ đáp ứng thất nhanh. Ngược lại với bệnh cường giáp thì bệnh suy giáp thì ngược lại, nhịp tim rất là chậm, nó dưới 60 lần và mạch đó thì yếu ớt mà huyết áp thì lại thấp đó, chúng ta sẽ thấy cái bệnh suy giáp thì nó giảm hoạt động của các tế bào, cho nên là chúng ta sẽ thấy tim nó cũng hoạt động chậm chạp yếu ớt đi. Dấu hiệu hạ huyết áp tư thế thì trong bài có hướng dẫn các bạn này, đây là một dấu hiệu vừa của nội tiết và vừa chủ yếu là của tim mạch. Chúng ta sẽ thấy là một số các bệnh nhân bị các bệnh lý nội tiết thì bệnh nhân có thể bị tụt huyết áp tư thế, đặc biệt bệnh nhân đái tháo đường thì bệnh nhân sẽ có tụt huyết áp tư thế. Hướng dẫn cách làm trong bài có rồi, các bạn có thể tự đọc thêm nha. Bây giờ khám thuyết giáp. Khám thuyết giáp đây là một cái vấn đề lâm sàng các bạn phải thực hành cho được và các bạn phải làm cho đúng để chúng ta mới khám ra được những cái tuyến giáp. Thì cái đầu tiên thì cô hướng dẫn cho các bạn cái cách để chúng ta khám như thế nào và thầy thuốc như thế nào, tư thế bệnh nhân như thế nào. Đối với khám thuyết giáp thì chúng ta bắt buộc bệnh nhân phải ngồi, chứ bệnh nhân không bắt bệnh nhân nằm là chúng ta không khám được thuyết giáp, bắt buộc là bệnh nhân phải ngồi. Thầy thuốc có thể đứng đối diện, đứng đối diện, ngồi đối diện với bệnh nhân. Chúng ta sẽ yêu cầu bệnh nhân ngửa cổ tối đa, cả hang ngửa cổ tối đa, rồi mình sẽ dùng ngón cái của bệnh nhân, bốn ngón cái của mình để vào cái vùng bút, cái bú của bệnh nhân vùng của cái tuyến giáp của bệnh nhân. Chúng ta có thể dùng ngón cái hoặc chúng ta có thể dùng bốn ngón còn lại, chúng ta sờ nắn trên cái vùng tuyến giáp, yêu cầu bệnh nhân ngửa cổ tối đa và yêu cầu bệnh nhân nuốt, nuốt đó. Rồi yêu cầu bệnh nhân nuốt, nếu trường hợp á muốn nhỏ thì chúng ta có thể sờ được, còn bình thường á là đối với bình thường, người bình thường của chúng ta nè, các bạn không có bị bú giáp nè, thì ngửa cổ tối đa nhìn cũng không thấy, mà yêu cầu để cái tay gì yêu cầu bệnh nhân nuốt, hoặc là các bạn nuốt, các bạn tự khám bú giáp mình, các bạn không thấy gì hết. Như vậy thì nhắc lại là bình thường, xử lý bình thường là tuyến giáp nhìn không thấy, sợ không thấy, nhưng mà khi mà nó to lên thì chúng ta có thể sờ thấy. Khi mà sờ thấy tuyến giáp rồi, chúng ta cần phải xác định một số tính chất sau. Tính chất của cái bú giáp đó, nó mềm hay là mật độ nó mềm hay nó cứng hay nó chắc. Rồi kêu bệnh nhân nuốt coi cái khối của bú giáp đó, nó chạy lên thì xuống không, nó di động theo nhịp nước, chúng ta gọi là di động. Một số trường hợp nó dính vô luôn nuốt, nó không thấy di động gì hết, nó dính vô một xung quanh và là ấn sờ vô nó đau ha. Và rồi trong cái khối to của tuyến giáp to đó, chúng ta sẽ sờ được những cái cục tròn tròn nhỏ nhỏ dưới tay chúng ta, gọi là nhân. Nhân đó là cái gì? Nhân là một cái tình trạng tăng sinh của tế bào tuyến giáp thôi, chúng ta sờ được nhiều nhân. Nói như vậy thì nhắc lại tuyến giáp, cách khám tuyến giáp là đầu tiên phải cho bệnh nhân ngồi, tôi thấy ngồi cằm hướng ra phía trước, ngửa cổ tối đa, yêu cầu bệnh nhân nuốt, chúng ta dùng ngón cái hoặc là bốn ngón còn lại chúng ta sờ vào vùng tuyến giáp, yêu cầu bệnh nhân nuốt. Bình thường thì tuyến giáp nhìn không thấy, sờ không thấy, nếu mà nhìn thấy hoặc là sờ thấy có nghĩa là tuyến giáp to. Và khi to thì chúng ta sẽ xác định ra cái gì thuộc tính di chứng, như là sờ nhìn là sờ sờ cái mật độ mềm chắc cứng nè, rồi di động hay không di động, đau hay không đau, có nhân hay không. Rồi như vậy thì chúng ta sẽ thực hành thăm khám. Bây giờ với một cái bú giáp to thì người ta phải phân độ nó, người ta phân độ thì đối với cái bú giáp á thì chúng ta sẽ có ba độ. Theo Tổ chức Y tế Thế giới trước năm 1993 thì người ta phân độ tuyến giáp to, bú giáp nó có ba độ, độ 1, độ 2, độ 3. Trong độ 1 thì sẽ có 1A và 1B đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ khám để cho làm sao mà chúng ta sờ nắng để chúng ta xác định rồi bệnh nhân này là bú giáp này to độ mấy. Thì đối với to độ 1 thì người ta mô tả như vậy: cho bệnh nhân ngửa cổ tối đa, thì cho bệnh nhân nuốt và chúng ta sờ, thì chúng ta sẽ thấy
cái bú giáp nó to, nó di động chúng ta sờ được, và nó to chỉ bằng cái ngón cái ở cái lóng cái ngón cái đốt đầu tiên của ngón cái của chúng ta ha. Như vậy thì tại vì cái người nào mà to cao to thì bú giáp nó sẽ to, cái ngón nó dài, người ta tương ứng người ta thấy cái chỉ số của cái bú giáp á, mà nó bằng, nó dài bằng cái lóng cái ngón đầu tiên của ngón một á, thì coi như là bú giáp to độ 1A. Anh đúng, bú giáp to 1A thì chúng ta nhìn không thấy, chúng ta chỉ có sờ thấy thôi. Rồi khi mà 1B thì khi mà ngửa cổ ra thì chúng ta thấy á, khi chúng ta thấy được và chúng ta sờ nắng được, thì đối với bệnh nhân này là bú giáp này là 1B. Rồi nhắc lại cho các bạn nhớ luôn, để mình nhớ bú giáp này to độ 1, độ 2, độ 3 này, khi đi thực hành lâm sàng cũng như là mình thi cũng vậy đó. Mình khi mình thi thì thầy cô sẽ có như tình huống lâm sàng đã hỏi, để mô tả như triệu chứng vậy để mình kết luận cái bú giáp này to độ mấy. Thì bây giờ chúng ta lưu ý nè, nhớ nè, cô dạy cô hướng dẫn cho các bạn thuộc lòng luôn tại chỗ nè. Cho bệnh nhân ngửa cổ tối đa, đầu tiên mình nhìn không thấy, sờ cũng không thấy là bình thường. Bây giờ ngửa cổ tối đa mà nhìn không thấy mà chúng ta sờ thấy, đó là 1A. Chúng ta không cần nhớ ngón một ngón cái gì hết á ha, nhìn không thấy mà sờ thấy là 1A. Còn 1B là đương nhiên là phải nhìn thấy ha, nhìn thấy khi ngửa cổ tối đa. Rồi qua tới độ 2, độ 2 là bú to, nhìn thấy là bú nó to rõ hơn nãy rất nhiều đúng không các bạn? Nào thấy nè, bệnh nhân này chỉ có chút xíu cái này thôi ha. Rồi còn bệnh nhân này là chúng ta sẽ thấy bú to rõ và nhìn gần, và bú to rõ đúng không, bú to rõ và nhìn ở thấy cái cổ có tư thế bình thường luôn đó, nhìn gần là chúng ta thấy rõ rồi nhưng mà nó chưa có biến dạng cổ ha. Rồi độ 3 là sao? Bú lớn nhìn thấy từ xa và nó rất lớn, nó làm biến dạng cổ. Biến dạng cổ thì chúng ta sẽ nhìn vô cái đường viền của bệnh nhân, là viền đường viền cổ ở phía sau nè, cái này là gọi là bề ngoài của cơ trần chẩm nè, nó thì chúng ta sẽ thấy là nó phình ra, nó bệnh ra cái cổ, bệnh ra nó biến dạng cái cổ. Rồi vậy nhìn lại nè, độ 1, độ 2, độ 3 thuộc chưa? Bên nhớ nhắc lại là bình thường, ngửa cổ tối đa nhìn thấy sợ không thấy, nhìn thấy mà sờ thấy là to độ 1A, ngửa cổ tối đa nhìn thấy là 1B. Rồi độ 2 là to rõ tự nhiên ở gần nhìn thấy, độ 3 là to bự ra biến dạng cổ hết. Rồi như vậy thì cô đã hướng dẫn cho các bạn cái phần chính yếu nhất, quan trọng nhất trong cái phần thăm khám tiếng nội tiết. Bây giờ chúng ta sẽ gom lại một số cái biểu hiện của các cái cơ quan thì chúng ta có thể gặp cái bệnh lý nội tiết nào. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy là đối với cái biểu hiện của tiêu hóa thì các cái bệnh lý nội tiết nào có thể có biểu hiện. Ví dụ như chúng ta sẽ thấy bệnh nhân nè ăn nhiều nè, sẽ gặp cho bệnh nhân đái tháo đường, hoặc trong bệnh bajedo thì bệnh nhân khai là ăn nhiều ăn ngon đó, nhưng mà ngược lại bệnh nhân than cứ chán ăn và ăn không được năm này qua năm kia luôn, chúng ta sẽ gặp trong hội chứng si han đó. Còn đối với bệnh nhân mà rối loạn thần kinh thực vật ở dạ dày, ví dụ như bệnh nhân dễ bị ăn lịnh bình, ợ hơi, ợ chua, khó tiêu ha, không ợ hơi, không ợ chua nhưng ăn lịnh bình, ợ hơi khó tiêu, không có cảm giác đói đó, thì chúng ta hay gặp là rối loạn kinh thực vật đó. Hoặc là bệnh nhân có thể táo bón đó, thì chúng ta sẽ gặp ở bệnh nhân suy giáp. Bệnh nhân tiêu chảy thì gặp ở trong bệnh lý bajedo đó. Hoặc là bệnh nhân mà cứ tiêu chảy suốt luôn, bệnh nhân bị do viêm tị mạn đó. Về biểu hiện thần kinh thì chúng ta sẽ thấy một số tập hợp các triệu chứng sau đây. Chúng ta có thể gặp trong bệnh cảnh suy giác là bệnh nhân sẽ nhớ, giảm trí nhớ, kém tập trung, hoạt động chậm chạp đó. Còn ngược lại là trong biểu hiện và thần kinh trong bệnh lý bajedo thì chúng ta sẽ thấy bệnh nhân bứt rứt, xúc động, nói nhiều hay lo lắng đó. Rồi bệnh nhân bị rối loạn thần kinh thị giác do bệnh nhân bị bệnh lý tuyến yên, do khối u tuyến yên nó đè, nó to quá cái nó đè vô cái cơ quan lân cận, đặc biệt là cái thần kinh thị giác nó nằm ngay phía dưới tuyến yên đó, thì to quá nó đè vô nó làm cho ảnh hưởng, nó đè ép cái thần kinh thị giác, nó ảnh hưởng đến vấn đề thị lực của bệnh nhân đó. Rồi một số cái bệnh nhân mà chúng ta thăm khám về phản xạ gân xương thì chúng ta sẽ thấy bệnh nhân mà cường giáp thì nó tăng hoạt động của cái thần kinh
À, cơ thì do vậy thì bệnh nhân sẽ phản xạ gần thường, bệnh nhân nó phản ứng rất là nhanh á, và nó tăng. Còn đối với như cái bệnh nhân mà bị suy giáp thì cái phản xạ thần kinh nó sẽ chậm, và cái biểu hiện của cái phản xạ nó chậm. Ví dụ như chúng ta gõ vào gân đó thì chúng ta sẽ thấy cái phản xạ nó vừa chậm và cái biểu hiện của cái phản xạ co cơ nó cũng chậm, nó cũng nhẹ đi. Rồi đối với bệnh nhân mà bị hạ kali, à, do cường aldosterone tiền phát thì chúng ta sẽ thấy, đặc biệt đây là bệnh lý nội tiết mà, bệnh lý cường của tuyến thượng thận mà do cường aldosterone, thì bệnh nhân sẽ có biểu hiện hạ kali máu. Hạ kali máu thì bệnh nhân sẽ biểu hiện liệt hai chi dưới, biểu hiện liệt hai chi dưới. À, bệnh nhân thấy liệt cứ lặp đi lặp lại hoài, liệt rồi hết liệt, liệt rồi hết liệt, chúng ta gọi là liệt chu kỳ đó, phải gặp trong hội chứng Westphal đó, do bệnh nhân cường aldosterone tiền phát có tính gia đình. À, hoặc một số biểu hiện về thần kinh như là bệnh nhân vã mồ hôi lạnh, à, mặt tái, tay chân run lẩy bẩy, chúng ta có thể gặp trong cái cơn hạ đường huyết, à, do có thể là do bệnh nhân bị nhịn đói, do bệnh nhân bị uống rượu, do bệnh nhân ăn ít kéo dài, hoặc là bệnh nhân bị đái tháo đường uống thuốc quá liều. Về biểu hiện cơ xương khớp thì chúng ta sẽ thấy đối với cái phát triển bộ xương á, thì các cái hormone, nhiều hormone nó tác động lên bộ xương lắm. Đặc biệt là chúng ta thấy tuyến cận giáp là nó sẽ tác dụng trực tiếp về chuyển hóa xương ha. Cho nên khi mà tuyến cận giáp mà bị bệnh lý là coi như nó sẽ ảnh hưởng. Rồi, estrogen nó cũng tác dụng lên chuyển hóa xương, androgen và cortisol, ba hormone này, ba hormone này của tuyến thượng thận đều ảnh hưởng đến chuyển hóa xương. Cho nên nó cường cortisol thì nó cũng sẽ tăng chuyển hóa xương, nhưng mà bệnh nhân khi mà mãn kinh hết estrogen thì nó cũng gây mãn xương, loãng xương. Rồi, à, thoái hóa khớp thì nó có thể gặp trong đái tháo đường, nó sẽ tiến triển nhiều hơn ở cái người không có bị đái tháo đường so với người bị đái tháo đường, hoặc là bệnh nhân sử dụng thuốc corticoid, à, hoặc là bị hội chứng Cushing, hoặc là bệnh lót Cushing thì nó cũng dễ gây loãng xương hơn so với người bình thường đó. Chúng ta sẽ thấy đối với cái bộ xương thì nó sẽ chịu ảnh hưởng rất là nhiều đối với các cái bệnh lý nội tiết. Bệnh nhân mà có biểu hiện rung cơ, chúng ta nhiều khi là chúng ta thấy bệnh nhân vào viện nhập, người ta đến khám chúng ta vì triệu chứng, ta thấy cái tay người ta bị rung quá chừng luôn đó, thì sẽ gặp trong bệnh lý Bajedo đó. Và cái đặc điểm của rung này là cho bệnh nhân đứng hai tay xòe ra, nhắm mắt lại chúng ta sẽ thấy nó rung đó, biên độ rất là nhỏ và nó nhanh ở đầu ngón tay, và bệnh nhân có thể tăng lên khi xúc động. Và điều trị hết bệnh lý Bajedo thì hết teo cơ luôn, hết rung cơ đó. À, bệnh nhân có thể bị teo cơ do tăng dị quá, nãy cô nói đó, tăng dị quá protein, tăng dị quá đạm thì nó làm cho mất cơ và nó sẽ làm cho cơ bệnh nhân teo lại. À, thay gặp ở những bệnh nhân sử dụng cortisone kéo dài, à, bệnh nhân bị cái gì các bạn, à, bệnh nhân bị hội chứng Cushing do thuốc đó. Và đặc biệt là sử dụng cortisone này nó teo cơ gốc chi chứ nó không có teo cơ ngọn chi, nó teo cơ gốc chi làm cho chân tay, chân bắp cơ bắp tay đều teo lại, và đùi của bệnh nhân cơ đùi cũng như teo lại. Rồi bây giờ chúng ta khám mà cái dấu hiệu thiếu canxi, à, của cái hội chứng, à, suy, à, cận giáp đó, chúng ta sẽ thấy có biểu hiện, à, cái cơn tetani hoặc là cái thiếu canxi tiềm tàng đó, thì chúng ta sẽ khám, chúng ta làm dấu spot test. Cái dấu spot test thì thực hiện như sau, là chúng ta sẽ gõ nhẹ vào cái đường nối ở nhân trung và gò má. Bây giờ nhân trung là đây ha, nhân trung và gò má, cái hình này nó cái tay này nó vẽ, nó chỉ không phải, nhưng mà thường là nó ở đây nè các bạn, tại vì nhân trung là chúng ta tính đây ha, gò má ở đây, nhân trung và gò má thì chúng ta gõ vào điểm giữa, hoặc là chúng ta lấy cái giá tay của bệnh nhân này, chúng ta làm cái móc với cái mép miệng của bệnh nhân này, thì hai cái điểm này nó trùng với nhau, chúng ta gõ vào vị trí đó. Thì nếu như bệnh nhân bị hạ canxi tiềm tàng do suy tuyến cận giáp thì cơ nó dùng, mà chúng ta gõ, khi mà chúng ta gõ cái thích thần kinh cơ ngay chỗ này thì cơ nó sẽ bị rung giật, nó sẽ bị rung giật, nó tạo một cái hình ảnh là rung giật cơ ở cái nơi mà chúng ta kích thích, thì nó bảo tạo cái hình ảnh này, thì chúng ta gọi là dấu spot test dương tính nha. Rồi, hoặc là dấu hiệu trút sâu, dấu hiệu trút sâu thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta thực hiện bằng cách là chúng ta lấy cái
máy đo huyết áp, cái băng bằng máy đo huyết áp chúng ta quấn quanh ngón tay. Đầu tiên chúng ta đo huyết áp bệnh nhân xong, chúng ta sau đó chúng ta lấy huyết áp cao tu cộng tập dư, chúng ta gọi là huyết áp trung bình. Chúng ta đo huyết áp trung bình, chúng ta lấy huyết áp trung bình, sau đó chúng ta bơm bơm cái huyết áp lên ở cái mức huyết áp trung bình, rồi mình giữ đúng khoảng 1 phút mà được không quá 2 phút. Nếu bệnh nhân cái tay của bệnh nhân tự động và nó co giật và nó rúng lại tạo một cái hình ảnh bàn tay đỡ đẻ thì chúng ta gọi là dấu hiệu trút sơn. Nhưng dấu hiệu trút sơn này thường là nó cái giá trị nó không cao, bởi vì nếu mà chúng ta để chúng ta đo huyết áp không có đúng huyết áp trung bình, chúng ta đo quá cao hoặc là chúng ta để thời gian 2 phút thì hầu như ai cũng có cái dấu hiệu này à, bị gì nó sẽ gì, nó sẽ tăng cái áp lực và nó sẽ thiếu máu lùi, nó sẽ gây một hiện tượng co cứng cơ như thế này à, cho nên là cái dấu hiệu rút sâu sau này người ta ít làm. Nếu chúng ta làm không chính xác thì coi như ai cũng bị hết à, còn cái bàn tay này là chúng ta gọi là bàn tay đỡ đẻ này các bạn, cái ngón nó co rút như thế, nó giật và nó rút như vậy. Nếu mà những cái bệnh nhân mà lên cơn tetani mà cái tay giật như vậy thì chúng ta gọi là cái cơn tetani. Còn nếu như là chúng ta làm cái dấu hiệu trút sâu mà cái tay bệnh nhân nó sẽ co cứng như thế này thì chúng ta gọi là dấu hiệu của bàn tay đỡ đẻ trong cái chúng ta làm cái nghiệm pháp trút sâu. Về biểu hiện tiết niệu sinh dục thì chúng ta sẽ hỏi kỹ ha, hỏi kỹ về kinh nguyệt của bệnh nhân, rồi ngày bắt đầu có kinh, rồi vân vân, hỏi số lần sinh đẻ nha. Rồi chúng ta có thể thăm khám cái sinh dục ngoài để chúng ta xem có bất thường về bộ phận sinh dục ngoài hay không nha. Nhưng mà đối với cái sinh dục ngoài mà chúng ta khám điều dục á, thì chúng ta lưu ý là thường là bác sĩ nội tiết chỉ khám cơ bản sơ bộ thôi. Rồi nếu mà đối với nam mà có những bất thường về phần sinh dục, về cấu trúc của một phần sinh dục ngoài thì thường là chúng ta sẽ chuyển qua nam khoa, vì nó liên quan đến nội tiết của sinh dục của nam thì cái này nó thuộc về chuyên khoa nam khoa. Còn nếu như nữ chúng ta thấy bất thường về các dấu hiệu kinh nguyệt, về vô sinh, rồi về bộ phận sinh dục ngoài thì thường đó là bệnh lý của phụ khoa, cho nên nó là cũng là nội tiết của phụ khoa. Cho nên là chúng ta nội tiết thì chúng ta chỉ khám đánh giá một số vấn đề bất thường thôi, còn nguyên nhân và bệnh lý thì thường là chúng ta sẽ gửi trả về cho sản khoa đó. Thì khám chúng ta sẽ thấy là chúng ta phải xác định về cái cấu trúc giải phẫu cái bộ phận sinh dục ngoài của nam nữ. Nếu nó có bất thường thì hay gặp trong các cái bệnh cảnh mà bệnh nhân bị cái gì các bạn, gặp cái bệnh nhân bị rối loạn nhiễm thực thể như là trong cái bệnh Klinefelter hoặc là hội chứng Turner. Đây là những cái bệnh nhân mà có rối loạn về nhiễm sắc thể, bệnh lý nhiễm sắc thể. Rồi bây giờ khám cái biểu hiện về mắt và răng hàm mặt thì chúng ta sẽ thấy bệnh nhân mà bị bệnh lý nội tiết, đặc biệt là bệnh Bajedo, nó sẽ có những cái biểu hiện tổn thương mắt rất là đặc trưng và chỉ có bệnh lý nội tiết thôi. Cho nên một bệnh nhân mà vào chúng ta thấy có hội chứng nhiễm độc giáp giống như chúng ta mô tả nãy giờ đó, mà cộng với là mắt thì coi như bệnh Bajedo. Đây là dấu hiệu rất là đặc trưng của bệnh Bajedo. Loài mắt là gì? Là tình trạng cái nhãn cầu bị đẩy ra phía trước. Là chúng ta nhìn vào đây nè, nhìn hình nhìn nghiêng này, chúng ta thấy nhãn cầu bị đẩy ra phía trước. Rồi thứ hai là có dấu hiệu co cơ năng mi, là cái mi mắt ở trên bị co lên, nó co rút lên và nó sẽ tạo, chúng ta sẽ thấy một cái khoảng trắng của cũng mạc. Bình thường thì cái mi mắt của chúng ta bao giờ nó cũng phủ nó cũng phủ cái gì các bạn, cũng phủ giác mạc hết á, cũng phủ giác mạc. Trong trường hợp bị co cơ năng mi thì cái cơ năng mi này nó bị co lên và chúng ta sẽ nhìn thấy ló cái khoảng cũng mạc nữa thì chúng ta gọi là bệnh nhân có hiện tượng co cơ năng mi. Và đối với cái bệnh nhân mà bị bệnh lý tuyến cận giác, các bạn sẽ thấy cường tuyến cận giác là bệnh nhân rất là dễ bị rụng răng. Rồi như vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục phần sau là chúng ta đi thăm dò các cận lâm sàng ha. Cận lâm sàng trong chẩn đoán thăm dò nội tiết thì chúng ta biết rồi, các cái bệnh lý nội tiết á, muốn chẩn đoán xác định á là chúng ta phải cần đến các cận lâm sàng. Còn phần hỏi bệnh, thăm khám bệnh thì chỉ giúp cho chúng ta phần nào hướng đến gợi ý cái bệnh đó,
mà khi mà gợi ý bên nó thì chúng ta mới chỉ định làm cận lâm sàng, và chính cận lâm sàng giúp cho chúng ta quyết định ha, quyết định loại bệnh nào, chẩn đoán xác định bệnh đó là bệnh gì. Cho nên cận lâm sàng trong bệnh lý nội tiết chiếm một vai trò hết sức là quan trọng. Cho dù lâm sàng chúng ta thấy có những dấu hiệu đó nhưng mà không có làm cận lâm sàng thì chúng ta cũng không chẩn đoán được. Và trong cận lâm sàng thì chúng ta, người ta sẽ chia ra hai nhóm, đó nghĩa là gì, chúng ta sẽ định lượng, chúng ta sẽ định lượng các cái hormone, rồi chúng ta xem cái các cái khả năng tiết của các cái cũng các cái cơ quan nội tiết nó như thế nào thì chúng ta gọi là thăm dò động. Còn chúng ta xét nghiệm định lượng các hormone thì chúng ta gọi là thăm dò tĩnh. Còn xem cái khả năng tiết hormone của tiết nội tiết đó thì chúng ta gọi là thăm dò động. Chúng ta phải hiểu như cái từ như vậy, hiểu các thuật ngữ như vậy. Và một cái hình thái nữa là, và một cái cận lâm sàng nữa để giúp cho chúng ta chẩn đoán các cái bệnh lý nội tiết là chúng ta thăm dò về hình thái. Rồi như vậy thì chúng ta sẽ qua cái bài thứ hai nha, chúng ta sẽ qua bài thứ hai là thăm dò về hình thái các tiết nội tiết. Muốn ăn show được. Các bạn ơi, chúng ta sẽ qua cái phần thứ hai là thăm dò các cận lâm sàng của tiết nội tiết ha. Rồi trước khi qua phần hai chúng ta nghỉ giải lao chút xíu ha. Cô nói liên tục, cô mệt quá à. Chắc là chúng ta sẽ nghỉ giải lao khoảng 5 phút nha. Chúng ta sẽ qua bài thứ hai. Đó là thăm dò cận lâm sàng. Bây giờ tới bây giờ là 15 giờ 16 giờ, 16 giờ 5 phút chúng ta học lại ha. Rồi, các bạn.
Hello các em, bây giờ chúng ta quay lại nha. Bắt đầu nha. Ủa em ơi, sao cô thấy like thứ hai có mấy bạn nha các em? Giờ tại like mấy bạn vô cái link đầu nhiều quá cô nên sao có mấy Lớp bạn. của em là bao nhiêu vậy? Bao nhiêu Dạ bạn? 105. Ừ, cô phải biết vậy, cô kêu lớp hát mới về điện thoại cho cô nè. Lớp hát thì thứ hai tuần tới mà học tiết 10, tiết 11. Nó biết vậy là các em làm ba link được rồi ha, Tụi em lớp khác mà cô. thì khác lớp nhưng mà họ học chung với nhau luôn. Em mong tụi em lớp khác với cô nhận lớp nào? Ủa, lớp lớp G hả? Lớp G thì cùng khối với mấy em á, mà mấy em hình như lớp G là thứ hai này có lịch nè, mà mấy em học là mấy bạn là học tiết 10, tiết 11, rồi cô làm, cô đi làm từ sáng tới 5 giờ chiều, rồi sau đó cô giảng mấy bạn đó chắc cô xỉu luôn quá à, cho nên cô phải biết biết vậy thì cô gom lại học chiều nay với các bạn luôn. À, thôi bây giờ đằng nào thì các bạn cũng đã sắp học xong rồi, bây giờ chúng ta qua phần 2 về cận lâm sàng của các tiếng đầu tiên. À, cô cũng hồi nãy cô có đã giới thiệu các bạn đó. Về cận lâm sàng của thăm dò các tiếng nội tiết thì chúng ta sẽ chia làm hai nhóm đó. Chúng ta thăm dò tĩnh, thăm dò động là một, và chúng ta định lượng hormone và các cái nghiệm pháp để thăm dò về hoạt động tiết. Và cái phần thứ hai nữa là về thăm dò về hình thái. Như vậy thì chúng ta sẽ đi lượt qua hết về thăm dò về hoạt động của tiết, của tiếng cũng như là các cái hình thái của các cái tiếng nội tiết ha. Bây giờ đầu tiên là chúng ta sẽ đi thăm dò chức năng hoạt động của tiếng yên. Thì chúng ta biết rồi, tiếng yên về vai trò thì chúng ta thấy là một tiếng nội tiết cực kỳ quan trọng. Nó là tiếng hoạt tiếng nội tiết được xem là chủ đạo, là nó điều khiển các cái hoạt động, nó điều hòa chứ không phải điều khiển, điều hòa hoạt động của các cái tiếng nội tiết ở ngoại biên ha. Vai trò của cái tiếng yên là như vậy, vai trò hoạt động của tiếng yên là vậy. Và tiếng yên thì về mặt giải phẫu ha, về mặt giải phẫu thì chúng ta thấy tiếng yên rất là nhỏ, nó nằm trong cái sọ của chúng ta. À, nó có hình như là nó hạt đậu, nó bé bằng hạt đậu thôi, và nó gồm có hai thùy. À, đây là cái thùy, đây là thùy trước tiếng yên, là màu hồng là thùy trước tiếng yên, nó tiết rất là nhiều hormone. Và còn cái màu xanh đó là thùy sau tiếng yên, thì nó chỉ tiết có ADH và oxytocin thôi. À, vai trò của tiếng yên nó là nó tiết ra các hormone để nó điều hòa hoạt động của các cái tổ chức ngoại biên cũng như là cơ quan nội tiết ngoại biên. Vậy thì ứng chế mỗi mỗi một cái loại đối với một cái loại hormone của tiếng yên thì nó sẽ điều hòa chuyển hóa hoạt động của các tiếng ngoại biên tương ứng. Rồi, hormone của tiếng yên thì chúng ta sẽ thấy là có các cái hormone sau đây: GH, LH, FSH, ACTH, TSH, prolactin, thì sau là ADH và oxytocin. Rồi bây giờ chức năng của GH là làm gì? Chức năng của GH là nó tác động lên đâu? GH nó sẽ tác động lên cái cơ quan, ở cơ quan đích của nó là ở đâu các bạn? Là ở xương, lên tế bào sụn, và nó sẽ chuyển hóa qua gan, và nó sẽ tham gia vào cái hoạt động của tế bào sụn để nó tạo xương và nó phát triển chiều cao. Đối với prolactin thì chúng ta sẽ thấy nó sẽ kích thích lên tuyến sữa. Cái này là tuyến sữa thì chúng ta biết nó không phải là cơ quan nội tiết đúng không? Xương nó cũng phải là cơ quan nội tiết mà chúng ta gọi là mô đích, thì nó sẽ tạo sữa khi mà đặc biệt là phụ nữ mà sắp sanh em bé, thì hoặc là giai đoạn mà trước sanh em bé và cho đến đầu sanh, chuyển dạ sanh, thì bắt đầu nó sẽ tăng hoạt động và nó sẽ kích thích tuyến sữa. LH và FSH thì đối với sinh dục nữ á, thì nó sẽ tác động lên hai buồng trứng ha, và tác động lên buồng trứng để nó tạo ra cái noãn ha, và hoạt động về hormone của nội tiết sinh dục nữ. Đối với nam thì nó sẽ tác dụng lên tinh hoàn để nó giúp cho tinh hoàn tổng hợp ra testosterone, là hormone sinh dục nam. TSH ở tiếng yên thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ là hormone hướng giáp ha, nó sẽ tác dụng lên các tế bào tuyến giáp và nó giúp cho kích thích cho các tế bào tuyến giáp tổng hợp của hormone giáp là T3 và T4.
ACTH là hormone hướng thượng thận. Hormone hướng thượng thận thì nó sẽ tác dụng lên đâu các bạn, tuyến thượng thận, để cho giúp cho tuyến thượng thận tổng hợp, kích thích tuyến thượng thận tổng hợp ra cortisol đó. Và các cái hoạt động tiết của cái tuyến nội tiết này nó theo cái gì các bạn, nó theo một cái cơ chế feedback ngược, gọi là kiểm soát ngược đó các bạn ha. Khi mà các cái tuyến này, khi các cái hormone này nó tiết ra đó, thì nó sẽ giúp cho các cái nơi này nó sẽ tổng hợp, là các cái tuyến nội tiết ngoại biên nó sẽ tổng hợp các cái hormone của tuyến đó. Nhưng mà khi nồng độ của cái tuyến đó mà nó đủ hoặc nó nhiều rồi thì nó sẽ tạo một cái hiệu ứng feedback, cái nồng độ của các cái hormone đó nó đủ cao thì nó sẽ tạo một cái hiệu ứng feedback âm, nó sẽ ức chế vùng hạ đồi, giảm tiết đó, giảm tiết các cái hormone ở vùng hạ đồi. Và khi mà cái hormone vùng hạ đồi nó giảm tiết thì nó sẽ sao, nó sẽ ức chế này, các cái hormone của tuyến ghiền, các tế bào hormone của các tế bào của tuyến ghiền giảm tiết hormone, thì như vậy đi hoạt động điều hòa tiết của các tuyến nội tiết nó theo cái cơ chế feedback âm ha các bạn ha. Và cái vùng nó là ở vùng hạ đồi, tuyến ghiền và cơ quan nội tiết ngoại biên đó. Vậy là cô nhắc lại về cái giải phẫu và sinh lý tiết. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy ứng với một vị trí, ví dụ ở trên tuyến ghiền, nếu như là nó giảm tiết, nếu như tuyến ghiền nó giảm tiết ACTH đi, thí dụ là giảm tiết ACTH, thì như vậy thì nó sẽ giảm kích thích, nó sẽ giảm kích thích lên cái tuyến thượng thận, thì như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của cortisol. Nếu mà ACTH giảm thì nó sẽ ảnh hưởng đến cortisol giảm. Ngược lại, ACTH nó cao thì nó sẽ làm cho cortisol máu nó sẽ tăng lên. Như vậy thì chúng ta, để mà chúng ta xác định cái tổn thương vị trí của cái, hoặc là nó có thể là nó sẽ tổn thương vị trí ở tại tuyến yên, nó u của tuyến yên nó cũng kích thích tiết ACTH, nó cũng hậu quả nó sẽ làm cho cortisol máu tăng. Nhưng ngược lại là cortisol máu tăng này nó cũng có thể là tại cái tuyến thượng thận. Cho nên để xác định được cái vị trí tổn thương của của cái cơ quan nào thì chúng ta cần phải làm các cái xét nghiệm tĩnh để chúng ta kích thích coi cái tuyến có phải là tại tuyến yên hay là tuyến thượng thận hay không đó. Như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng cái vấn đề rất đó. Nếu như là chúng ta chỉ cần, nếu chúng ta định lượng cái hormone không thì chúng ta cũng chưa đủ để kết luận cho bệnh lý, mà chúng ta cần phải làm các xét nghiệm tĩnh động để chúng ta qua đó thấy được cái chức năng tiết của từng vị trí của các cái tuyến nội tiết, thì chúng ta mới đánh giá chính xác được cái bệnh lý của tại tuyến đó. Rồi bây giờ vậy thì chúng ta sẽ qua thăm dò cái cận lâm sàng của tuyến yên. Bây giờ chúng ta sẽ đi thăm dò về chức năng của từng tiết, của từng chất ha. Và chúng ta thấy nè, về mặt về tuyến yên đó, nó sẽ có những cái vùng tế bào, mỗi một vùng tế bào của nó sẽ tiết riêng nha. Ví dụ như là vị trí tổn thương của, thí dụ như vị trí tổn thương của cái vùng tế bào này nó có thể ảnh hưởng đến tiết TH, mà các cái hormone khác nó không ảnh hưởng, hoặc là nó bị phì đại cái tế bào ở vùng này thì nó ra nó tăng tiết prolactin, thì ví dụ nó sẽ u tuyến yên mà nó tăng tiết prolactin. Ngược lại thì các cái hormone còn lại nó không bị ảnh hưởng, do cái đặc tính của tuyến yên nó sẽ có từng nhóm tế bào, có từng nhóm tế bào, mỗi tế bào nó sẽ có chức năng tiết từng hormone. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy u tuyến yên có thể là nó cùng một lúc nó có thể nó tăng tiết nhiều nhiều hormone, nhưng mà cũng có thể là chỉ u một nhóm tế bào nó tiết một loại hormone nào đó thôi. Rồi bây giờ vậy thì chúng ta sẽ đi thăm dò chức năng tiết là của là TH nè, ACTH nè, CH nè, prolactin và FSH. Rồi như vậy thì chúng ta sẽ đi thăm dò cái chức năng tiết của từng tuyến. Rồi bây giờ đầu tiên chúng ta định lượng TH của tuyến yên. Những cái gì mà cô kêu nhớ thì các em nhớ, còn những gì cô nói thôi không cần nhớ thì khỏi nhớ nha. Rồi TH bình thường thì từ, có thể là cái giá trị của nó thay đổi từ 0,1 cho đến 5 mL đơn vị trên lít. Có thể nhớ cũng được, không nhớ cũng sao, đi lâm sàng mỗi labo xét nghiệm nó sẽ có cái giá trị bình thường khác nhau.
À, còn cái trong bài này chúng ta lấy cái đơn vị quốc tế thì nó cũng tương đương với nhau. Rồi giá sắt nó tăng khi nào? Nó tăng khi có u hoặc phì đại tới gì, nó giảm khi nó suy chức năng tới gì. Rồi, đó các bạn nha. Rồi khi nó giảm khi nó có suy chức năng của tới gì. Rồi như vậy, nhưng mà chúng ta xét nghiệm máu, trong trường hợp chúng ta xét nghiệm máu TSH nó có giảm nhưng mà chưa chắc nó là bệnh lý tuyến nhi, đúng không các bạn? Tại vì khi mà theo cái hoạt động theo cơ chế feedback, các bạn thấy vấn đề như đối với cái TSH này nè, nếu bệnh nhân mà hoạt động quá mức của tuyến giáp thì nó sẽ tăng tổng hợp hồng cầu giáp, mà khi mà nó tăng tổng hợp hồng giáp, nồng độ hồng cầu giáp nó tăng cao, nó sẽ ức chế feedback theo cái cơ chế này nè, theo cái cơ chế feedback này nó ức chế cùng một lúc thì TSH nó sẽ giảm tiếp, cho nên khi mà cường giáp nó sẽ làm giảm tiếp TSH, nhưng bản thân bệnh nhân không có suy tuyến nghiền do cái nồng độ hormone nó sẽ tạo cái hiệu ứng feedback không. Như vậy thì để xác định có đúng có phải là TSH này giảm thật sự do bệnh nhân bị suy tuyến nghiền hay không thì chúng ta phải đi thăm dò chức năng tiết TSH của nó bằng cách là chúng ta tiêm 200 mg TRH, đây là hormone của vùng dưới đồi, chúng ta tiêm vô thì hormone này nó sẽ đến thị trước tuyến yên, nó sẽ kích thích tế bào tuyến yên tổng hợp ra TRH và nó sẽ làm tăng nồng độ. Bởi vì chúng ta cho hormone TRH mà thì nó sẽ kích thích tuyến yên tăng tiết TRH và nó sẽ tăng cao. Sau 30 phút chúng ta rút máu, chúng ta sẽ thấy nó cao nhất vào ở phút thứ 30, sau đó thì nó sẽ giảm xuống và nó sẽ trở lại bình thường sau 2 giờ. Thì chúng ta rút máu xét nghiệm ở thời điểm 30 phút và sau 2 giờ thì chúng ta sẽ thấy nó sẽ trở về đúng theo cái sinh lý của nó. Thì nếu chúng ta làm cái nghiệm phát động này nó đúng theo cái giá trị này thì chúng ta gọi là cái gì? Cái này là chức năng tiết yên này tiết bình thường. Đó, tiết bình thường như vậy này, nếu như mà TSH mà có giảm đi thì nó có hai vị trí, đúng không? Nó có thể là tổn thương ở tại tuyến yên và tổn thương và hoặc là do cường giáp. Nhưng nếu do cường giáp thì chúng ta tiêm TRH thì nó sẽ hoạt động bình thường. Còn nếu mà do suy tuyến yên thật sự là chúng ta tiêm TRH thì cái nghiệm pháp này chắc chắn là nó không có đạt, khi mà tiêm vô thì TSH nó sẽ không được tiết ra. Như vậy thì chúng ta sẽ kết luận là suy tuyến yên. Các bạn hiểu rồi đó. Cái này chúng ta gọi là thăm dò động. Nó rất là phức tạp, do nó liên quan đến vấn đề hoạt động của tuyến nội tiết. Bây giờ tới hormone của hướng thượng thận là ACTH. ACTH thì chúng ta sẽ thấy là nó hoạt động theo chu kỳ sinh học. Chúng ta cần nhớ là nó hoạt động theo chu kỳ sinh học 24 giờ. Vậy chu kỳ sinh học 24 giờ, chu kỳ 24 giờ tiết của hormone theo chu kỳ sinh học này nó sẽ theo một cái chuồng dòng là nó tiết cao nhất vào ACTH, nó tiết cao nhất vào 8 giờ sáng. 8 giờ sáng sau cho đến 10 giờ. Sau đó nó sẽ giảm dần cho đến buổi chiều và nó thấp nhất vào ban đêm từ 10 đến 12 giờ là nó thấp nhất. Rồi sau 10 đến 12 giờ đó có thể 1 2 giờ bắt đầu nó tăng tiết trở lại và nó đạt cái đỉnh cao là 8 giờ sáng. Đó thì chúng ta gọi là theo chu kỳ sinh học 24 giờ. Đó. Như vậy thì ACTH nó sẽ hoạt động theo chu kỳ 24 giờ, nó sẽ kích thích tiết cortisol. Như vậy thì cortisol nó cũng hoạt động theo chu kỳ 24 giờ. Rồi, và cũng giống như là TSH thì đó, ACTH nó cũng bị phụ thuộc vào cái hiệu ứng feedback âm dương đó. Cho nên nếu như ACTH chúng ta rút máu ra, chúng ta xét nghiệm nó thấp, chúng ta cũng chưa kết luận là bệnh nhân bị suy tuyến nghiêng hay không. Và muốn kết luận có suy tuyến nghiêng hay không thì chúng ta sẽ làm cái nghiệm phát động và đánh giá chức năng tiết hormone hướng thượng thận, là chúng ta làm cái mét, làm cái test là metoprolol. Chúng ta làm cái test này đó, thì nếu cái test này là chúng ta cũng tìm cái này là CRH các bạn, tìm CRH vô thì nó sẽ tăng tiết ACTH đó, nó tăng tiết ACTH. Còn nếu như bệnh nhân mà có suy tuyến yên á, chúng ta làm cái nghiệm pháp này, chúng ta tiêm CRH vô thì ACTH nó cũng không tiết, thì lúc đó ACTH nó không tăng tiết thì chúng ta biết vậy là bệnh nhân này bị suy tuyến yên, do nó tại tuyến yên nó giảm tiết ACTH.
Rồi bây giờ chúng ta sẽ thăm dò chức năng về tiết RH của cái nhóm tế bào tiết RH ở trên tiết GH ở trên tuyến yên ha. Rồi bình thường chúng ta không cần nhớ và chúng ta chỉ cần nhớ là gì? RH này nó cũng tiết theo nhịp chu kỳ sinh học giống như ACTH. Rồi bây giờ chúng ta đánh giá chức năng tiết GH cũng vậy nữa. Là tới GH nó có thể tăng, nó có thể giảm, nó thay đổi theo nhiều, nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Cho nên muốn đánh giá cái chức năng tiết GH này nè, nó có thật sự có suy tiết nhiên hay không đó, thì chúng ta sẽ làm các cái test chủ vận arrhenic cộng test đối vận arrhenic. Trong bài thì có hướng dẫn nhưng mà chúng ta chỉ cần nhớ giùm tôi cái tên này là được rồi. Rồi bây giờ chúng ta đánh giá đây, bây giờ ức chế tiết RH bằng cái cách là gì? Chúng ta làm giảm tiết RH bằng cái nghiệm pháp tăng đường huyết, gọi là nghiệm pháp somatostatin. Chúng ta tiêm somatostatin còn gọi là optic tích này thì nó sẽ ức chế, nó sẽ làm giảm tiết GH ha. Rồi như vậy thì các chúng ta chỉ cần nhớ tên, còn cách làm thích thì chúng ta coi trong bài, bởi vì cái này chúng ta nó khá là chuyên sâu, cả Y3 của chúng ta em cũng không nắm được nhiều, nhưng mà mục đích là nắm các nguyên tắc để chúng ta biết à, khi mà đánh giá chức năng tiết của một cái hormone ở tuyến yên á thì chúng ta cần làm cái gì thôi, chúng ta chỉ nhớ tới mức độ đó thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp thăm dò chức năng tiết của prolactin. Đây là cái prolactin là đối với nữ là nó kích thích tiết sữa đó các bạn ha. Rồi đối với nữ thì nó sẽ kích thích tiết sữa. Rồi cái giá trị bình thường không cần nhớ, còn chức năng tiết LH thì nó cực kỳ phức tạp. Đối với nam thì nó sẽ dinh dưỡng cho cái tế bào lipid, đó là cái tế bào ở tinh hoàn các bạn ha. Nó sẽ giúp cho có mặt của LH, nó sẽ giúp cho tế bào lipid này nó phát triển và nó tiết được testosterone, hormone sinh dục nam. Giá trị bình thường không cần nhớ, còn nữ thì nó thay đổi theo rất là nhiều, theo từng chu kỳ, theo từng giai đoạn và theo từng chu kỳ giai đoạn. Ví dụ như đối với trẻ nữ, bé nữ mà dưới cái trước cái giai đoạn dậy thì LH nó có giá trị khác. Rồi từ cái giai đoạn mà dậy thì sinh sản thì nó liên quan đến chu kỳ kinh nguyệt, nó sẽ thay đổi trong một tháng, nó sẽ thay đổi sành sạt luôn. Lúc cụng trứng thì nó có giá trị khác, tiết estrogen thì nó sẽ có giá trị khác, khi nó tạo hoàng thể thì nó có giá trị khác, và thì tiền mãn kinh nó có giá trị khác. Trong cái chu kỳ sinh học của nó, của chu kỳ kinh nguyệt thì nó cũng thay đổi rất là nó thay đổi theo cái chu kỳ rụng trứng, nhưng mà theo tuổi á, thì ở khi bắt đầu là giai đoạn mà tiền mãn kinh thì nó cũng sẽ giảm xuống rất là nhiều, và đến mãn kinh thì nó sẽ có giá trị khác đó. Cho nên là cái này người ta không có ghi, đối với nữ người ta không có ghi. Và cái xét nghiệm đây là một cái xét nghiệm rất là đặc hiệu trong vô sinh, ở những cái người mà vô sinh mà ảnh hưởng đến vấn đề sinh sản thì người ta mới định lượng, và tùy theo bây giờ trước cụm trứng nó sẽ có giá trị khác, ở cái tuổi sinh sản nó có giá trị khác, rồi cái tuổi mà mãn kinh nó sẽ có giá trị khác. Chúng ta chỉ cần nhớ là đối với nữ LH nó sẽ tiết theo tuổi ha, theo từng thời kỳ tuổi, trước giai đoạn trưởng thành rồi tới giai đoạn mà sinh sản, rồi trong chu kỳ kinh nguyệt và tiền mãn kinh. Rồi như vậy là chúng ta thăm dò xong về một số các chức năng tiết của tuyến yên. Bây giờ chúng ta sẽ thăm dò về hình thái. Như vậy thì hình thái nó sẽ giúp cho chúng ta gợi ý các cái bệnh lý của cái tuyến yên ha. Rồi đây là cái giải phẫu bình thường của tuyến yên. Chúng ta sẽ thấy tuyến yên bình thường nó rất là bé, nó bé bằng hạt đậu, và nó nằm ở đáy sọ nha, có cái cuốn lên chút xíu đây nè các bạn, nó có cái chút xíu này, nó có cái cuốn lên đó, ha. À, chúng ta sẽ thấy cái nó rất là nhỏ, nó bé bằng hạt đậu thôi đó. Ở đây là cái hình ảnh phóng to này nè, nó gồm có hai thùy nè, thùy trước nè, thùy sau, tất nhiên nó có cái cuốn tất nhiên này nè ha. Rồi như vậy là đây là về giải phẫu về vị trí và hình thái của tất nhiên. Bây giờ chúng ta thăm dò cái tuyến yên thì nó có nhiều cận lâm sàng để thăm dò. Ở đây cô sẽ ghi từ cổ chí kim nha, từ cổ chí kim. Như vậy thì em trai có cảnh từ cho đến nay ha,
nó là một cái cận lâm sàng thăm dò hình thái tuyến yên tốt nhất đó. Khi mà MRI mà không có MRI thì chúng ta sẽ có thể chụp CT scan là có thuốc cản quang thì nó cũng tốt, nó cũng gần tương đương, nhưng mà nếu mà có giữa CT và MRI thì tôi chọn MRI. Bởi vì MRI nó sẽ thấy được cái hình dạng của tuyến yên rất là rõ rồi. À, như vậy thì thông qua cái chụp cái MRI này để chúng ta coi cái hình dạng của tuyến yên đó. Rồi còn hồi xưa đó không có CT MRI thì người ta mới chụp cái hình X-quang của hố yên cản quang để qua thông qua đó cho coi được cái này, một cái hình ảnh gián tiếp của cái tuyến yên như thế nào thôi, còn chứ không có thấy rõ về hình thái của tuyến yên lắm đó. Thì hai cái X-quang với hố yên thì trường này là xưa rồi các em quên đi ha. Rồi chúng ta chỉ cần nhớ hiện nay là chúng ta khi mà cái chỉ định thăm dò hình thái tuyến yên thì người ta làm MRI là số 1, không có MRI mới tới CT scan. Rồi đây bình thường chúng ta sẽ nhìn thấy đây nè, trên cái hình vẽ trên cái hình này nè là tuyến yên bình thường. Rồi bây giờ chúng ta nhìn vô cái hình với bên tay phải của các bạn đấy. Chúng ta sẽ nhìn vào cái mũi tên này, chúng ta thấy đây là cái tuyến yên đây. Chúng ta so với cái kích thước bình thường chúng ta thấy sao, nó quá khác biệt ở đây thì chúng ta gọi là u tuyến yên. Còn nếu mà chúng ta thấy nó rỗng hết trơn, nó đang thui, nó không thấy gì, thấy còn có một cái hố tròn tròn ở đây mà nó rỗng ở trong không có thì chúng ta gọi là suy tuyến yên, có nghĩa là hố yên rỗng đó. Rồi bây giờ vậy thì chúng ta qua thăm dò chức năng của tuyến giáp. Chức năng tuyến giáp thì chúng ta sẽ thực hiện các cái cận lâm sàng sau đây, nhưng mà cái này là cái cận lâm sàng để thăm dò chức năng tuyến giáp, nhưng cái nào hiện nay còn sử dụng trên lâm sàng thì các em ghi nó lại cho cô. Và chuyển hóa cơ bản á, thì hồi xưa người ta mới làm cái đo chuyển hóa cơ bản, thì đối với một cái người bình thường của chúng ta chỉ cần nhớ là gì, chuyển hóa cơ bản cộng trừ 10%, nhưng mà chuyển hóa cơ bản thì ít ai làm ha. Cái này sinh lý hồi xưa người ta làm và ta ghi nhận luôn. Rồi một cái người nào đó mà tăng chuyển hóa cơ bản có nghĩa là tăng từ 20% chuyển hóa cơ bản trở lên ha. Rồi làm phản xạ gân gót nãy cô nói đó, do học con giáp đó nó sẽ tác động lên về cái hoạt động của các cái thần kinh đó ha. Nó tham gia vào cái kích thích hoạt tính của catecholamine đó, cho nên nó sẽ liên quan đến vấn đề các cái phản xạ. Thì đối với cái bệnh nhân mà có cường giáp á là nó sẽ làm tăng cái dẫn truyền, làm tăng dẫn truyền thần kinh, cho nên chúng ta sẽ thấy phản xạ nó diễn ra rất là nhanh. Chúng ta gõ vào gân gót một cái là nó có phản xạ liền. Ngược lại bệnh nhân suy tuyến yên á, suy tuyến giáp, suy tuyến cận giáp á, xin lỗi suy tuyến giáp á, thì chúng ta sẽ thấy hoạt động của thần kinh cơ nó chậm chạp, như vậy thì nó sẽ kéo dài cái phản xạ đó. Và phản xạ gân gót này thì hiện nay người ta không có làm cái này trên thực nghiệm hoặc là hồi xưa thôi, còn bây giờ là cái gì á muốn xác định cái chức năng của tuyến giáp á, là người ta sẽ dùng cái gì hiện đại hơn, các cái phương tiện hiện đại hơn là chúng ta định lượng hormone và chúng ta thăm dò bằng hình thái là siêu âm ha. Rồi vậy thì với các cái cận lâm sàng này thì chúng ta quên đi, nó cũ lắm rồi. Chúng ta có gì mặt chúng ta tham khảo về mặt nghiên cứu rồi chúng ta tìm hiểu thôi. Còn thực tế hiện nay là người ta xét nghiệm hoặc quan giáp thì người ta xét nghiệm T3, T4, FT3, T4. T3, T4 là hoặc quan giáp nó lưu hành trong máu, là nó được gắn với thyroglobulin là chất mang nó thôi. Rồi muốn có hoạt tính sinh học thì cái hoặc quan giáp là T3, T4 này nó sẽ cắt thyroglobulin, nó mới tạo thành T4 tự do. T4 tự do nó cắt bỏ bớt hỗn hợp thì mới tạo thành T3 tự do. Đó, thì nó hai cái này nó mới có hoạt tính sinh học, cho nên là hai cái về mặt giá trị xét nghiệm thì hai giá trị này nó khác nhau hoàn toàn, các bạn phải biết phân biệt nha. Rồi quan trọng nhất là người ta định lượng FT3 FT4 để coi có biểu hiện lâm sàng hay không. Nếu mà FT3 T4 tăng thì chúng ta kết luận là bệnh nhân này là cường giáp, mà nếu mà FT3 T4 giảm thì chúng ta kết luận là suy giáp. FT3 T4 bình thường thì chúng ta gọi là bình giáp nha. Lâm sàng thì ít ai sử dụng xét nghiệm T3 T4.
đo độ tập trung như nhớt một ba một cũ lắm rồi bỏ qua luôn ha. Hồi xưa đó cổ lưu sĩ người ta dùng, người ta cho uống gì đó tại sao đó, người ta đo đo độ tập trung của nó theo cái biểu đồ này bằng cái máy này, cũng như là bằng cái máy chiếu xạ đó cũ rồi không làm nữa. Nói cho các bạn biết là cái nào nhớ thì các bạn nốt nhớ. Về xạ hình tuyến giáp thì đây là một cái xét nghiệm rất là quan trọng ha, rất là quan trọng để chẩn đoán bệnh của tuyến giáp. Thì cái nguyên tắc làm cái xạ hình tuyến giáp là ghi hình, người ta ghi hình tuyến giáp, người ta sử dụng lại, người ta sử dụng các cái iốt mà có gắn phóng xạ hoặc là các cái chất phóng xạ mà nó vô hại cho cơ thể, ví dụ như là TCB4 hoặc là technetium-99m. Ở đây là những cái chất mà nó có thể, nó khi mà chúng ta cho bệnh nhân uống những cái chất phóng xạ này vô á, hoặc iốt nó gắn phóng xạ thì nó sẽ tập trung lại ở trong tuyến giáp, và người ta dùng cái máy để chiếu xạ, ta ghi nhận cái sự ghi nhận như sự bắt các cái chất này nè, các cái chất này như thế nào. Thì bình thường tuyến giáp nó sẽ phát xạ có hình con bướm và đồng đều hai bên đó, chúng ta sẽ nhìn đây là hình ảnh tuyến giáp bình thường nè. Đó, chúng ta cho bệnh nhân uống các cái chất phóng xạ vô, các cái chất phóng xạ mà tôi vừa nói đấy, iốt một, iốt 131, iốt 131 nha, rồi hoặc là technetium 99 nha. Rồi này là technetium 99 và iốt phóng xạ này, chúng ta thấy bình thường nó bắt đồng đều hình con bướm nha. Rồi lấy máy ghi hình lại đó, nó có cái máy ghi bắt xạ. Trong trường hợp này chúng ta thấy có bất thường gì, nó tập trung quá nhiều ở ngay vị trí mà nó có hình tròn tròn, chúng ta gọi là nhân, mà nhân mà nó bắt quá nhiều cái chất phóng xạ thì chúng ta gọi là nhân giáp tăng bắt xạ, hay còn gọi là nhân nóng. Đây là một cái hình ảnh vừa 3 giờ đô mà vừa có nhân giáp bắt xạ, nó tăng nha, nó tăng hấp thu ở vùng này, nó tăng bắt giữ vùng này, mà có một cái vùng tròn, một cái nốt này là nó bắt quá thì nhiều bắt xạ luôn, chúng ta gọi là nhân giáp tăng bắt xạ. Rồi nó sẽ có trường hợp là nhân giáp tăng bắt xạ, nhân giáp bắt xạ bình thường, hoặc là tuyến giáp bắt xạ bình thường, hoặc là nó giảm bắt xạ. Đây trong trường hợp nó giảm bắt xạ, chúng ta sẽ thấy có cái nhân đây bên trong nó giảm bắt xạ, bên đây cũng vậy, nó có một vùng ở đây nó giảm bắt xạ đó, chúng ta gọi là nhân giảm giảm bắt xạ, thì con chúng ta gọi là nhân lạnh. Rồi chúng ta làm nghiệm pháp hoạt nơ để chúng ta coi cái hoạt động của hormone giáp như thế nào. Thì hồi xưa đó người ta mới làm, hồi xưa người ta mới làm, chứ sau này máy móc hiện đại người ta làm gì xạ hình mà như thế em. Rồi xạ hình, còn bây giờ tới nghiệm pháp hoạt nơ này thì chúng ta hiểu cái cách làm thì chúng ta không cần nhớ. Chúng ta đo cái độ tập trung iốt 131 sau khi uống, trước khi uống hoặc bên trước khi uống hoặc bên giáp ha. Rồi nói chung là cái nghiệm pháp hoạt nơ này các bạn đọc hiểu thôi, các bạn không cần nhớ. Chúng ta sẽ qua thăm dò cận lâm sàng của tuyến cận giáp. Cận lâm sàng của tuyến cận giáp thì chúng ta thấy là tuyến cận giáp á là nó liên quan đến hormone của BTH, cái tiết hormone BTH. Bây giờ cô nhắc lại giải phẫu và sinh lý của tuyến cận giáp để chúng ta hiểu ha, tự hiểu từ đó chúng ta hiểu tại sao chúng ta phải đi xét nghiệm các cái cận lâm sàng đó. Tuyến cận giáp thì nó rất là nhỏ, mỗi người chúng ta thì nó thường là trung bình nó có 4 tuyến cận giáp, nó đính trên hai thùy tuyến giáp, nó bé xíu và nó dài mm đó, nó hình bầu dục như thế này và nó tiết ra hormone chủ yếu là BTH, và nó điều hòa chuyển và cái kết hợp với vitamin D và nó sẽ điều hòa chuyển hóa canxi trong cơ thể. Rồi và để điều hòa được cái canxi trong cơ thể, chủ yếu là canxi trong máu đó các bạn, thì nó sẽ tác động lên ba vị trí ha, bên ba vị trí, và chúng ta nhìn theo cái mũi tên này nè, mũi tên màu 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 xanh dương có nghĩa là tiết ra nha. Rồi rồi màu xanh lá là nó kích thích ở các cái vị trí, và màu màu đỏ thì nó là ức chế. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy này, hoạt động của nó nè, hoạt động của nó là mục đích của nó điều hòa canxi trong máu. Trong trường hợp BTH nó được tiết ra đó, nó được tiết ra
nó tiết ra, beta nó tiết ra thì nó sẽ tác động lên ba vị trí, nó sẽ kích thích lên. Thứ nhất là ở xương thì nó tăng cái hoạt tính của quỷ cốc bào để nó giúp giải phóng canxi, đó là nó kích thích lên xương, nó tăng hoạt tính quỷ cốc bào. Quỷ cốc bào nó hoạt động như vậy thì nó sẽ làm cho lấy cái chất khoáng xương này chủ yếu là canxi, nó trả lại trong dòng máu. Thì nó sẽ giải phóng canxi trở lại trong máu, trong trường hợp mà chúng ta ăn uống ít như vậy thì khi thiếu canxi đó thì nó sẽ lấy canxi từ xương vô máu. Ở ruột thì chúng ta sẽ thấy có mặt của BTH, mà đặc biệt là dưới tác dụng của vitamin D3 là OH3 đó, nó sẽ giúp hấp thu canxi chủ động qua niêm mạc ruột, tức là chúng ta ăn bao nhiêu nó sẽ hấp thu hết, và nó sẽ hấp thu cách vận chuyển chủ động là nó dùng cái kênh canxi, nó bắt canxi vô từ ở đâu, từ ở ruột vô trong máu. Rồi ở thận thì dưới tác dụng của BTH thì nó sẽ giúp cho tái hấp thu canxi, tái hấp thu canxi trở lại dòng máu. Còn giảm BTH như vậy thì bệnh nhân sẽ bị mất canxi. Rồi như vậy chính cái hoạt động này nó sẽ giúp cho canxi trong máu nó cao, ổn định. Mà khi mà canxi trong máu nó cao hơn mức bình thường như vậy thì nó sẽ tạo một cái hiệu ứng, nó feedback âm, nó sẽ ức chế tiết BTH. Đây là hoạt động sinh lý của tuyến cận giáp. Rồi bây giờ như vậy thì nếu như bệnh nhân bị cường tuyến cận giáp thì chúng ta sẽ thấy nó dẫn đến một cái hậu quả gì, nó sẽ bị loãng xương, rồi canxi ở trong máu nó cao thì nó sẽ lắng đọng ở các cơ quan. Còn nếu nó suy tuyến cận giáp thì chúng ta sẽ thấy như sao, suy tuyến cận giáp là canxi máu nó sẽ giảm. Rồi như vậy thì chúng ta sẽ thăm dò về chức năng, về về vai trò của cái hormone tuyến cận giáp đó, thì nó tham gia vào chuyển hóa canxi. Như vậy thì nếu như mà nó canxi trong máu nó tăng thì chúng ta biết cường tuyến cận giáp, mà nó giảm thì nó sẽ có biểu hiện suy tuyến cận giáp. Như vậy thì định lượng canxi chúng ta sẽ định lượng hai chỉ số là canxi toàn phần và canxi trong hóa, đây là cái chỉ số bình thường đó. Rồi tiếp theo nữa là nó tham gia vào chuyển hóa phát phô, nó tham gia vào chuyển hóa phát phô, nhưng mà cái giá trị này không quan trọng. Rồi nó liên quan đến cái phosphatase là cái men ha, cái men nó liên quan trong cái tham gia cái chuyển hóa xương đó. Thì nếu mà nó sẽ quỷ xương, nếu mà BTH nó tăng thì men phosphatase này kìm nó tăng, bởi vì nó sẽ giúp cho cái tình trạng quỷ xương nó sẽ tăng. Còn giá trị của BTH thì chúng ta sẽ định lượng BTH. Vậy nó tóm lại để biết cái hoạt động của hormone tuyến cận giáp thì quan trọng nhất là chúng ta định lượng BTH, và chúng ta định lượng tiếp theo với tới định lượng canxi, và thông qua cái chỉ số canxi để chúng ta đánh giá cái chức năng của BTH. Rồi như vậy thì BTH nó tăng trong cường tuyến cận giáp, mà nó sẽ giảm trong suy tuyến cận giáp, mà canxi nó tăng thì trong cường tuyến cận giáp mà nó giảm trong suy tuyến cận giáp. Rồi chúng ta sẽ qua thăm dò chức năng của tuyến thượng thận. Chúng ta sẽ thấy bởi vì tuyến cận giáp nó rất là nhỏ và cái bệnh lý nó rất là hiếm, cho nên người ta cũng ít cái thăm dò hình thái của nó. Nếu nó có thì cùng lắm nó chỉ là ung tuyến cận giáp mà phì đại tuyến cận giáp, thì thông qua hình ảnh siêu âm quét đại hoặc là CT scan thì chúng ta có thể thấy được, nhưng mà ít lắm. Về thăm dò tuyến cận giáp, tuyến thượng thận thì chúng ta, tuyến thượng thận là một tuyến rất là quan trọng trong cơ thể chúng ta. Tuyến thượng thận thì về mặt giải phẫu và hình dạng của nó là nó có hình chóp, cho nên nó đến cực trên của tuyến của trên của thận thì chúng ta gọi là tuyến thượng thận. Cái tuyến này nó rất là mỏng, hình chóp mỏng này các bạn, đây là người ta cắt vô nè ha, người ta cắt vô để thấy cái chiều dày của tuyến thượng thận nó rất là mỏng, và nó gồm có hai lớp rõ ràng về mặt cấu trúc sinh lý nè, nó có hai. Nó còn bên trong thì chúng ta gọi là tủy tủy thượng thận. Thì bệnh lý tuyến thượng thận là một cái nhóm bệnh lý khác liên quan đến nó tiết catecholamine, và nó sẽ liên quan đến gì các bạn, liên quan đến huyết áp là chủ yếu ha, liên quan đến huyết áp và tim mạch đó. Còn cái phần vỏ là cái phần này nè, phần vỏ này nó sẽ tiết ra ba tế bào, ba nhóm hormone. Thứ nhất là glucocorticoid, thứ
thứ hai là mineral corticoid và thứ ba nữa là hormone sinh dục là androgen. Rồi bây giờ chúng ta thăm dò cái gì? Từ cổ chí kim. Từ cổ chí kim hồi xưa là không có CT scan, người ta mới cho X quang. Rồi bơm hơi sau khúc mạc để qua thông qua đó gián tiếp và nhìn thấy nó, cũng không ai làm nữa. Chụp động mạch thận cản, chụp động mạch cản quang cũng không làm. Chỉ là ba cái xét nghiệm trên chúng ta để mở hoạt đơn ra cổ rồi không có làm nữa. Bây giờ chúng ta sẽ siêu âm tuyến thượng thận thì có thể thấy gián tiếp tuyến thượng thận phì đại. Trời mưa to quá, các bạn có nghe gì không? Các bạn có nghe tiếng mưa ồn không? Các bạn nghe được ha. Rồi có thể chụp các lớp vi tính đó. Bây giờ vậy thì còn hai cái xét nghiệm mà hiện đại nhất để chúng ta thăm dò hình thái của tuyến thượng thận, đó là chúng ta chụp các lớp vi tính của tuyến thượng thận, hoặc là chúng ta chụp cộng hưởng từ là chúng ta làm MRI ha. Rồi để chúng ta xác định về cái hình thái của tuyến thượng thận nha. Rồi như vậy là chúng ta chụp MRI là rõ nhất, là tốt nhất. Rồi sau đó chúng ta mới có thể là, nếu không có MRI thì chúng ta chụp CT scan của tuyến thượng thận để chúng ta coi ngay bên trong cái tuyến thượng thận nó có nốt vôi quá hay không, hay là nó có phì đại, kích thước nó to hơn bình thường hay không, nó có khối u hay không, là có xuất huyết trong tuyến thượng thận ảnh hưởng đến vấn đề bệnh lý tuyến thượng thận. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thăm dò cái gì? Ai chà, cái này nó bị chồng rồi. Nếu mà cường nhỏ thượng thận thì chúng ta sẽ thấy nó tăng tiết aldosterone nè, hoặc là nó thăng tiết, nó tùy theo cái nhóm tế bào, nó tùy theo cái khối u của tế bào nào mà nó sẽ có thể tiết một trong các cái hormone mà cô vừa nói, có thể là nó cường aldosterone, hoặc là nó cường tiết cortisol. Nếu một bệnh nhân mà có cường giả thượng thận, đây là cái biểu hiện là hình ảnh lâm sàng rất là điển hình, là cường giả thượng thận nè, vừa tăng tiết cortisol mà vừa tăng tiết androgen, cho nên bệnh nhân có hiện tượng nữ quá nãy hình ảnh mà mình nói đó. Rồi như vậy thì nếu mà bệnh nhân cường tỷ thượng thận á, thì chúng ta xét nghiệm catecholamine trong máu, nhưng mà thường cái này thì nó liên quan đến bệnh lý tim mạch, bệnh nhân tăng huyết áp rất là nhiều. Rồi ở đây là bệnh nội tiết của chúng ta là cường quả thượng thận là chủ yếu. Như vậy thì đầu tiên là chúng ta sẽ xác định cortisol trong máu lúc 8 giờ rất là quan trọng nha. Rồi nếu mà cường giỏ thượng thận mà tiết aldosterone thì chúng ta xét nghiệm lượng aldosterone trong máu nó tăng đó. Chúng ta xét nghiệm sản phẩm chuyển hóa của cortisol là 17 hydroxy corticosteroid trong nước tiểu 24 giờ nó tăng, trong bệnh có sinh và giảm, trong bệnh Addison. Cái này lại có tính chất tham khảo thôi, cận lâm sàng hiện nay thì cũng không ai làm nó, chỉ cần định lượng thôi ha. Định lượng là chúng ta biết là chính xác rồi. Hoặc là sản phẩm thối biến, sản phẩm thối biến của hormone tiếng hormone sinh dục đó là VMA, viết tắt cho các bạn không cần nhớ tên đó. Thì cái này cũng không ai làm, tức là định lượng hai cái xét nghiệm này hiện nay người ta ít làm ha các bạn ha. Định lượng 7 hydroxy corticosteroid trong nước tiểu và VMA trong nước tiểu cũng không làm nha các bạn ha. Rồi chúng ta chỉ cần định lượng cái hormone trong máu thôi, nồng độ hormone trong máu thôi. Rồi bây giờ chúng ta qua bệnh lý của tỷ nội tiết. Tuyến tỷ là tỷ nội tiết, thì cô nhắc lại về giải phẫu sinh lý cho các bạn nhớ. Tuyến tỷ nó có hình dấu ngã đúng không? Rồi tuyến tỷ về tỷ nội tiết thì chúng ta sẽ thấy nó sẽ có cái nhóm tiểu đảo tăng lăn ra hăng là đây nè. Nó tên là tiểu đảo lăn ra hăng. Tiểu đảo lăn ra hăng nó sẽ gồm có một số nhóm tế bào alpha và tế bào beta. Tế bào alpha và tế bào beta nó sẽ tiết. Tế bào alpha là tiết gì các bạn? Tiết glucagon. Và tế bào beta là tiết insulin. Hai cái glucagon và insulin để mục đích là chuyển hóa đường trong cơ thể nha. Như vậy thì khi mà tuyến tỷ nó bị suy, nó bị giảm 50% chức năng thì lúc đó cái chuyển hóa đường của nó không hiệu quả và nó làm cho đường trong máu tăng cao, người ta gọi là đái tháo đường. Như vậy thì thông qua cái lượng đường trong máu thì chúng ta có thể kết luận được chức năng tuyến tỷ. Như vậy thì chúng ta sẽ thăm dò cái gì của tỷ nội tiết? Đầu tiên là chỉ số gluco, gluco máu của huyết thanh bình thường lúc đó sau 8 giờ sau ăn là chúng ta phải đạt từ 39 đến 6,1, có nghĩa là 70 đến 110 mg
là bình thường. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ định lượng nồng độ insulin máu, và đặc biệt là chúng ta phải định lượng nồng độ insulin máu lúc đói ít nhất là 8 giờ sau khi ăn. Đó, do tế bào beta đảo tị tiết ra. Cái giá trị của nó thì chúng ta không cần nhớ, nó rất là khó nhớ, với lại mỗi một labo nó có giá trị. Chúng ta chỉ cần hiểu nó là insulin nó cho các tế bào beta đảo tị tiết ra ha. Rồi, và thường người ta định lượng lúc bệnh nhân đói 8 giờ sau ăn. Và chúng ta biết là cái lượng đường trong máu á, khi mà nó thay đổi thì nó sẽ thay đổi về việc nó kết hợp với cái hemoglobin trong máu, tức là đường máu nó sẽ kết hợp với hemoglobin bằng cái phản ứng lipolát hóa nên nó tạo ra một cái hợp chất có tên là hemoglobin A1C. Khi mà lưu hành trong máu nó sẽ kết hợp với hemoglobin, nó tạo hemoglobin A1C. Và đây là một cái xét nghiệm, một cái phức hợp này rất là bền vững. Hemoglobin A1C nó rất là bền vững, nó theo cái đời sống hồng cầu luôn. Khi mà nồng độ đường nó tăng cao thì nó sẽ kết hợp với hemoglobin A1C. Hemoglobin cao hơn nó tạo nó làm tăng cái hemoglobin A1C. Do đó mà thông qua cái xét nghiệm hemoglobin A1C chúng ta có thể đánh giá được chức năng tuyến tụy. Khi mà tuyến tụy suy thì hemoglobin A1C cao. Rồi, hiểu ha? Đây là một cái chỉ số rất là quan trọng trong chẩn đoán và điều trị đái tháo đường. Nhưng đây cũng là một cái xét nghiệm thông qua đó gián tiếp chúng ta đánh giá chức năng của tuyến thượng thận. Xin lỗi, của tuyến tụy. Rồi, như vậy thì bình thường hemoglobin A1C của chúng ta bình thường là nó khoảng từ 4 cho đến dưới 5.7. Nếu mà từ 5.7 trở lên là chúng ta thấy có lượng đường hơi tăng rồi đó. Còn chẩn đoán đái tháo đường là theo tiêu chuẩn của thế giới quốc tế đó là HB1C lớn hơn 6.5 nha. Như vậy thì chúng ta nhớ, cái này chúng ta phải nhớ ha. Đường máu thì chúng ta phải nhớ ha. Đường máu bình thường là chúng ta nhớ 70 đến 110 ha. Rồi, HB1C người bình thường của chúng ta từ 4 đến 5.7. Dưới 5.7 và từ 5.7 cho đến 6.4 là tiền đái tháo đường, mà được gọi là đái tháo đường là 6.5. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua thăm dò về chức năng sinh dục nữ. Thăm dò về chức năng sinh dục nữ thì chúng ta sẽ thấy đối với nữ thì chức năng sinh dục nữ quan trọng nhất là buồng trứng ha. Rồi, bên cạnh đó chúng ta sẽ đánh giá về cái nội tiết của nữ, là đánh giá về cái gì, về hình thái của tử cung và vòi trứng đó. Rồi còn đánh giá vô sinh chung nữa, là người ta làm hết, ta siêu âm, rồi đánh giá độ dày của nội mạc tử cung, phần phụ gì đó ha. Nhưng mà đối với nội tiết sinh dục nữ quan trọng nhất vẫn là buồng trứng. Rồi còn về mặt thăm dò hình thái thì chúng ta sẽ chụp cái tử cung, rồi chụp cái phần phụ, và chúng ta siêu âm phần phụ để chúng ta đánh giá ở bên trong này nè, cái buồng trứng này nè, nó có cái gì bất thường bên trong hay không. Nó, cái này thì nó thuộc về bệnh lý sản phụ khoa rồi, chúng ta chỉ nắm nguyên tắc cơ bản thôi. Rồi chúng ta định lượng androgen và progesterone, và nó cũng theo chu kỳ và theo tuổi nữa, để chúng ta đánh giá coi những nó có rối loạn về cái tỷ lệ này không. Thường đối với những cái bệnh nhân vô sinh hoặc là rối loạn kinh nguyệt thì nó liên quan đến cái tỷ lệ của androgen và progesterone. Đối với sinh dục nam, cái năng sinh dục nam thì chủ yếu là người ta định lượng về hormone sinh dục nam, nó cũng thay đổi theo tuổi, theo bệnh lý vân vân ha. Rồi cho nên xét nghiệm 17 cetosteroid thì cái này chỉ có giá trị gì, giá trị tham khảo thôi. Rồi chúng ta không cần nhớ giá trị bình thường của nó đâu. Rồi chức năng của tụy ngoại tiết là quan trọng nhất. Đối với nam thì người ta đánh giá về số lượng, chất lượng của tinh dịch và tinh trùng. Đó. Bạc tinh trùng nhiều khi có những cái người ta vô sinh mà ta đánh giá, người ta định lượng á, ta định lượng thì số lượng có thể nó cũng còn đó, nhưng mà bệnh nhân vẫn vô sinh là do cái chất lượng của cái tinh trùng này nó bị bất thường. Rồi đối với các bệnh lý nội tiết đó, bên cạnh cái xét nghiệm tĩnh, rồi định lượng hormone, rồi thăm dò động, rồi thăm dò hình thái, thì nó giúp cho chúng ta
hướng đến một cái bệnh nào đó. À, Cường, ví dụ như Cường, ví dụ chúng ta thăm dò về hình thái, chức năng hình thái của tuyến giáp đi, thì nó giúp, hoặc cũng như là định lượng học bằng giáp, nó chỉ giúp chúng ta chẩn đoán cường giáp, suy giáp hay bình giáp. Nhưng mà các cái nguyên nhân mà để gây suy giáp, cường giáp đó thì chúng ta cần xét nghiệm thêm các cái tự kháng thể. Bởi vì chúng ta thấy là một số các bệnh lý nội tiết đó, nó có vai trò của cái tự kháng thể rất là nhiều. À, và nó tham gia vào, nó gây các cái bệnh lý nội tiết. À, thì các tự kháng thể là chúng ta biết rồi, cái tự kháng thể là do cái gì, do tế bào lympho, cái dòng lympho nó bị rối loạn, nó dẫn đến là nó sẽ kích thích dòng tế bào lympho B, lympho T, nó sẽ kích thích tế bào lympho B tiết ra những cái tự kháng thể và nó sẽ tấn công vào cơ thể của chúng ta, nó gây ra các bệnh lý nội tiết. Cho nên để tìm hiểu các cái nguyên nhân này, chúng ta cần phải xét nghiệm các cái tự kháng thể. Đối với đái tháo đường tiếp 1 các bạn, chúng ta sẽ cần xét nghiệm cái kháng thể GADA nha. GADA hay là kháng thể I2A1A, để chúng ta nếu mà chúng ta xác định nếu mà GADA này nó có trong máu và nó có giá trị dương tính á, thì chúng ta sẽ kết luận á, kết luận này là đái tháo đường tiếp 1 thể tự miễn. Cái kháng thể này nó sẽ tấn công vô cái tiểu đảo lăng gai hăng nãy chúng ta nói đó, thì nó sẽ làm cho suy giảm tế bào người ta đảo tụy, và như vậy thì nó giảm tiết insulin, nó dẫn đến bệnh nhân có xuất hiện đái tháo đường. Rồi các cái kháng thể này nè, kháng thể có tên là kháng thể LAS gồm TSI, TGI này, nó sẽ tăng trong bệnh cảnh 3 giờ đô. Nhưng mà đặc biệt đó là cái kháng thể TRAB này nè, TRAB là cái kháng thể mà được xét nghiệm nhiều nhất ha, được xét nghiệm thường xuyên trong bệnh cảnh 3 giờ đô. Nếu có nó dương tính thì chúng ta kết luận là 3 giờ đô. Rồi nếu mà chúng ta nghi ngờ bệnh nhân này có bệnh lý tuyến giáp mà bệnh cảnh viêm giáp tự miễn có tên là viêm giáp Hashimoto đó, thì chúng ta sẽ xét nghiệm anti TPO ha, chúng ta xét nghiệm định lượng TPO. Rồi các cái giá trị này tham khảo thì chúng ta không cần nhớ nha, chúng ta chỉ cần nhớ khi mà xét nghiệm bệnh lý 3 giờ đô thì chúng ta nhớ TRAB là nó có giá trị quan trọng. Rồi đối với bệnh viêm giáp hay Hashimoto là TPOAB vậy đó. Rồi đối với cái kháng thể trong đái tháo đường tiếp 2, tiếp 1 thì kháng thể GADA, các em chỉ nhớ vậy thôi, không cần nhớ cái giá trị. Rồi kháng thể 21 Hiroshila, chúng ta chỉ nhớ là cái tên kháng thể 21 Hiroshila này, này của cái bệnh là suy tuyến thượng, suy vỡ thượng thận nguyên phát đó. Rồi chúng ta không cần nhớ bình thường. Như vậy thì bài giảng của cô kết thúc rồi đó các bạn. Các bạn có gì thắc mắc không? Các bạn ơi, các bạn có gì thắc mắc không? Dạ không cô ơi. Mệt không? Chiều thứ bảy học mệt quá ha, rồi tự đọc bài ha. Rồi các bạn không có gì thắc mắc thì chúng ta kết thúc ở đây. Rồi cảm ơn các bạn. Rồi chào các bạn. Hẹn gặp lại lâm sàng.